Niềm đau tuổi nhỏ. Hồi lớp 5 tiểu học, tôi ngủ gần dòng sông Đàm Thủy Đài Bắc. Chúng tôi gồm 3 đứa cùng học chung. Hai bạn tôi, một đứa họ Trịnh, một đứa họ Trần. Tan học rồi thì đến bên sông Đàm Thủy bắt cua. Bắt được cua thì bẻ càng bẻ chân nó mà chơi đùa, rất là khoái chí. Cứ nghịch như thế, cuối cùng thì dùng đá đập chết cua. Hôm đó trò chơi kết thúc. Ba thằng nghịch chán rồi thì quay trở về nhà. Hai bạn tôi đi trên đường nhựa, còn tôi thì bước phía trong, mé bên lề cỏ. Đang đi mãi miết thì tôi bỗng thấy trước mặt có một sợi dây lạ rất đẹp. Liền vội chạy đến nhặt lên xem. Hóa ra đó là một con rắn. Thật đáng sợ. Tôi kinh hãi, ném vội con rắn đi và lo nhảy tránh. Con rắn cũng không cắn tôi mà vội bò ra xa. Nhưng tôi lại nổi tức lên nên lượm cục đá chọi vào con rắn. Thằng bạn họ Trần đứng cạnh tôi nhắc nhở: mày gặp rắn á mà không đập cho nó chết, tối về nó sẽ tìm mày đó. Vậy hai tụi bay phụ tao đập nó nha. Anh bạn còn lại thì nói với tôi rằng đập rắn phải nhắm vào đốt thứ 7. Tôi cho rằng đó chính là chỗ trái tim của nó. Thế là chúng tôi cùng ra đòn tưng bừng. Tôi cầm lấy đá đập con rắn dừ tử cho đến chết queo, rồi dương dương tự đắc về nhà. Bà nghĩ việc này đến đây là xong ư? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nó chưa kết thúc. Các vị, ông bà mình chết rồi vì sao phải cúng bái? Bởi vì họ có đời sau, bằng hy vọng họ được siêu, không phải làm quỷ. Chúng ta đều tin người chết rồi còn có đời sau. Các vị, một con chó, một con kiến, một con rắn, chết rồi có đời sau hay không? Có đấy, chắc chắn là có, 100% lận. Nhưng ngày xưa chúng tôi không hề biết điều này, cho nên sau khi tôi đập chết con rắn rồi, rất tự hào khoái chí mà đi về. Nửa năm sau, tôi lên lớp 6 trung học. Tôi có 2 người anh. Anh hai lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh ba thì lớn hơn tôi 1 tuổi. Lần nọ, tôi cùng anh hai giành đồ chơi. Không nhớ là tôi đã chửi anh ấy câu gì mà anh ấy nổi cơn thịnh nộ. Anh em tôi xưa nay chưa từng gây cãi nhau hay đánh nhau. Anh ném tôi vào tường, ra tay đánh rất dã man. Anh đã hung tợn đấm vào ngực tôi tới độ tay của anh nứt tét, lòi xương ra. Lúc này tôi mới sực tỉnh và hét lên một tiếng thảm thiết vì thấy tay mình xương cốt nứt tét. Khi đó toàn thân tôi ê ẩm đau đớn vô cùng. Tối đó chúng tôi về, bị mẹ vặn hỏi, cả hai đứa chẳng dám khai thật, đồng nói là bị vấp té, rồi va vào tường. Anh đi bệnh viện. Tôi cũng đi bệnh viện. Kể từ ngày đó, ngay năm đầu trung học tôi đã bị cơn đau hành, đau đến mấy tuổi? Xin thưa, tôi đau đến 35 tuổi. Suốt thời gian này, chỉ cần tôi vừa nổi giận hay uất ức, bao gồm bị cha mẹ la mắng, là tôi khởi đau liền. Mỗi lần tôi lên cơn đau, anh nhìn tôi buồn rầu ấy nấy. Vì vậy, anh rất ít khi nói chuyện cùng với tôi. Anh cảm thấy mình rất có lỗi. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu nguyên nhân cơn đau này. Mãi đến trước khi tôi xuất gia 1 tháng mới rõ nguồn cơn. Tôi có một người bạn, anh ta có mắt âm dương, nghĩa là nhìn được cả hai cõi sống và chết. Anh không phải là Phật giáo đồ, nhưng mà giỏi như vậy đó. Người ta thì nhìn thấy thần, còn anh thì thấy được quỷ. Anh rất độc đáo đó nha. Lần nọ, tôi đang đi bên cạnh anh, tôi kể là tôi sắp xuất gia và nói: sau này tôi sẽ không đi chơi cùng anh nữa vì tôi sắp xuất gia. Anh bạn tôi có khả năng ngoại cảm, nhìn thấy những điều mà mắt thịt chúng ta nhìn không thấu, nên anh bảo tôi: trời ơi, chú mày thường đau ở tim, ở nơi vùng ngực, đau ghê lắm, có phải không? Dạ phải. Tôi thấy có một con rắn hung tợn đang cắn xé ở đó. Đây chính là nguyên nhân đau đớn của chú đó. Anh nói nhảm rồi, rắn nào mà cắn em chứ hả? Đây là do hồi nhỏ anh cả đánh em, tạo thành nội thương mà. Trời ơi, cái điều này chú không có biết đâu. Tôi thầm nghĩ,
đâu phải anh ta nói gì cũng đúng đâu. Nhưng thật lạ, anh ta vừa dứt lời thì tim tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Bình thường phải có lý do gì đó tôi mới phát đau. Nhưng bây giờ, anh ta vừa nói xong là tôi cảm thấy đau. Anh liền hỏi. Trong đời của chú có từng giết qua con rắn nào chưa? Dạ có. Tôi vừa đáp xong thì cảm thấy tim nhối đau lên. Anh giải thích. Điều này dễ hiểu lắm. Thực ra, con rắn nó sau khi bị chú giết chết rồi. Nó đọa vào cõi quỷ, vẫn mang hình hài rắn. Ngực tôi liền đau kinh khủng. Nghe anh giải thích như vậy, thì cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Con rắn đó, từ lúc vô duyên vô cớ bị tôi đập chết đi rồi, thì nó liền đầu thai vào cõi quỷ. Nếu như nó đầu thai làm rắn, thì nhiều nhất là gặp tôi, nó mổ cho một phát. Nếu đầu thai làm chó, thì nó sẽ gặp tôi, cắn tôi, kết ác duyên cùng nhau. Nhưng con rắn này vừa đầu thai vào cõi quỷ, ngay lập tức đã có thể báo thù. Nó báo thù thế nào ư? Tức là hồi năm đầu trung học, như tôi đã kể, anh tôi vì một chuyện vặt vãnh nhỏ xíu mà đánh tôi một trận nhừ tử. Theo lời anh bạn tôi giải thích, thì đó là do hồn quỷ con rắn đã gá vào tay phải của anh tôi. Bởi hồi ban sơ, chính tôi đã dùng tay phải cầm đá đập con rắn chết. Tôi đập bao nhiêu lần? Thì khi báo thù, con rắn đã mượn tay phải của anh tôi dồn lực hận vào đó, rồi quánh cho tôi ăn đòn lại. Nó đã khiến anh tôi đấm vào ngực tôi đến tay anh nứt tét mà bản thân anh không hề hay biết. Vì vậy mà tôi bị nội thương. Lý do vì sao tôi bị đau suốt 20 mấy năm cuối cùng đã hiểu rõ. Sau khi minh bạch việc đó rồi, tôi liền quỳ xuống. Anh bạn ở bên cạnh cũng phụ giúp tôi lập cách siêu độ con rắn, nhưng không có tác dụng gì. Thế là tôi lại quỳ xuống và quán tưởng như có con rắn đang ở trước mặt mình. Tôi cúi đầu trước nó, thốt lời ăn năn xin lỗi, nói rằng: thưa bạn, tôi không hề biết là bạn đã đau đớn nhiều đến như vậy. Tôi không hề biết là khi tôi giết bạn rồi, bạn lại trở thành thống khổ đến như thế. Tôi hiện giờ cũng rất khổ tâm vì lỗi lầm thở thơ ấu ngu si của mình đã làm hại bạn. Đến giờ phút này, tôi xin cúi đầu thành tâm nhận lỗi trước bạn. Ngày xưa tôi đã dùng đá đập bạn bao nhiêu lần, thì ngày nay tôi xin khấu đầu trước bạn ngần ấy cái. Tôi khấu đầu đến sưng lên chảy máu. Sau khi tôi dập đầu tạ tội xong, tôi liền phát nguyện. Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ sát sinh hại mạng. Kể từ nay trở đi, tôi tuyệt đối không bao giờ nổi giận. Lúc đó tôi cũng vừa sắp xuất gia, nên tôi đã phát thệ như vậy. Khi đó tôi chỉ biết tụng Bát Nhã Tâm Kinh và hồi hướng. Xong xuôi, tôi đứng dậy, thì bỗng thấy trọn cả lồng ngực và con tim trở nên mát mẻ, dễ chịu, hết đau, thoải mái cực kỳ. Kể từ ngày hôm đó đến nay, tôi hoàn toàn không còn bị hành đau đớn gì nữa. Chư vị, đối với tôi mà nói, một lỗi lầm tưởng là cỏn con này, không ngờ lại có ảnh hưởng trầm trọng, gieo đau đớn cho xác thân tôi suốt mấy mươi năm. Chỉ vì lỗi giết một con rắn, có đáng sợ không? Rất đáng sợ. Vì vậy quý vị hãy cẩn thận, đừng tạo nghiệp sát sinh nữa nhé. Tôi xin kể thêm một chuyện nữa. Anh bạn khó thở. Tôi có một người bạn, một năm thì bị khó thở hết 6 tháng. Đi bệnh viện khám, chữa chạy đông y, tây y đủ hết cũng không bớt. Có lần đang trò chuyện, anh bị sặc sụa, nghẹt thở. Anh ấy mới hỏi tôi rằng có cách gì trị chăng? Chắc đây là nghiệp chướng của tôi. Tôi bảo: nếu là nghiệp chướng thì cũng phải tìm cho ra nguyên nhân. Nhất định là có nguyên nhân. Anh hãy nhớ kỹ lại xem, trong đời này anh có giết qua loài vật nào không? Và đã giết bao nhiêu? Anh bạn ấy thẳng thốt nói với tôi rằng có. Hồi đó anh ấy ở quê, nhà có rất nhiều chuột. Ba mẹ anh ấy phải bẫy chuột và bắt được rất nhiều. Biết anh ấy ưa nhận nước chuột, nên
họ đã giao cho anh ấy cả lồng chuột ra dìm xuống sông. Anh ấy đã khiến cho chuột sặc sụa không thở được và chết đuối. Mà hễ chuột chưa chết thì anh ấy nhất quyết chẳng chịu lấy lồng lên. Có lẽ vì vậy mà giờ mới bị báo ứng như thế này. Anh bạn tôi hàng ngày luôn bị sặc, nghẹt thở, đến dở chết dở sống. Chứ vì thấy có đáng sợ hay không? Tôi kể ra câu chuyện này không phải đe dọa các vị, mà là muốn các vị hiểu rõ để không sát sinh và đừng kiếm sống bằng những nghề sát sinh. Mong quý vị hãy tự bảo vệ tốt cho mình. Tự thuật của sư Hải Đào. Lời người dịch. Khi dịch đến chỗ sư Hải Đào sám hối xin lỗi con rắn, tôi thực cảm động. Nhất là hai lời nguyện lớn không bao giờ sát sinh thì tương đối dễ rồi, còn không bao giờ nổi giận. Với tôi, đây là lời nguyện rất dũng mãnh, vì nói được, làm được, đòi hỏi rất nhiều lực tỉnh giác. Tôi chỉ biết sơ về sư Hải Đào. Việc làm nổi bật nhất là sư phóng sinh rất mạnh. Tôi từng đọc một bài báo tường thuật về sự hướng dẫn người phóng sinh rất ấn tượng, vì buổi phóng sinh có đông người tham dự, cực kỳ trang trọng và vĩ đại. Trong số thủy tộc được thả, còn có các động vật hoang dã và một con bò có mang. Khi được phóng sinh, nó đã hướng về sư quỳ xuống cảm tạ. Tôi thấy hình chụp cũng thật là cảm động. Ngoài ra sư còn viết, biên soạn rất nhiều sách về báo ứng phóng sinh. Mong rằng mẫu chuyện nhỏ tôi dịch về sư Hải Đào sẽ đem lợi ích lớn đến cho bạn đọc. Theo nhân quả nhà Phật, nếu chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta ra sao, thì con cái chúng ta sau này cũng làm y như thế ấy, có phần chua chát hơn nữa. Ân oán mà. Có câu danh ngôn, nếu ta bắn vào quá khứ một viên súng lục, thì tương lai sẽ trả lại ta một quả đại bác. Đôi giỏ ngu muội. Người Nhật có câu chuyện cổ. Thuở xưa có một gia đình nông dân quê mùa, nhà có cha mẹ già nua. Ông nghĩ cha mẹ già rồi, cực thân không làm gì được, lại tốn của cải. Một hôm, ông đang hai cái giỏ chắc chắn để cha mẹ vào và gánh lên núi sâu để bỏ. Anh chuẩn bị một ít lương thực cho cha mẹ sống tạm, trên vai lại gùi theo đứa con nhỏ. Đến nơi đặt cha mẹ xuống, anh không thấy lương thực mang theo đâu nữa. Anh hỏi cha mẹ có thấy không? Cha anh nói, cha đã bỏ trên đường đi rồi. Sao cha lại bỏ? Lấy gì mà ăn? Đường xa và lạ, cha sợ con bị lạc không biết đường về, nên bỏ rơi vải trên đường, con nương theo đó mà về nhà. Anh ta hết sức xúc động với tình của cha. Liền khi đó đứa con nhỏ bảo, cha nhớ mang hai cái giỏ về cho con. Con lấy hai cái giỏ làm gì? Để khi cha mẹ già, con mang bỏ lên non, khỏi phải đan cái khác. Nghe đến đây, chàng trai quỳ xuống xin mẹ cha tha thứ và điệu cha mẹ về nhà sống một đời vui vẻ, hạnh phúc. Biện minh. Thầy có một người bạn ở Quảng Ngãi. Anh này thuộc dạng có chí. Anh thi vào trường Đại học Y Dược thành phố rớt 13 lần. Lần thứ 14 mới đậu, nên bạn bè đặt cho anh cái biệt danh là Đại tá, bởi vì cấp bậc quân đội từ binh nhất đến đại tá qua 13 cấp bậc. Binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, thượng úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá. Anh học 6 năm đại học, học thêm chuyên khoa cấp 1, 2 năm nữa. Tổng cộng 21 năm chưa về thăm nhà. Anh ra trường làm 5 năm nữa là 26 năm. Cha mẹ anh ngày nhớ đêm mong, muốn anh về thăm quê một lần. Nhưng anh sĩ diện, bác sĩ mà bèo quá, sợ quê với xóm làng. Nên anh viết mấy câu thơ gửi về cho cha. Lâu lắm rồi không về thăm Quảng Ngãi. Tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi. Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Thật là xót xa cho một người con, chỉ biết tới mình,
không hiểu được tâm tư tình cảm của cha mẹ mình. Như thế chưa đủ. Một bà cụ ở miền Tây có đứa con gái là Việt Kiều Mỹ. 10 năm rồi cô chưa về thăm mẹ. Thời gian thì càng ngày làm lưng mẹ còng thêm. Mỗi tháng cô gửi 100 đô về cho mẹ và một lá thơ. Nội dung y như nhau, chỉ thay đổi ngày tháng cho phù hợp. Chắc photo một bản, lúc đầu bà mẹ còn đọc. Sau bà không đọc vì đã thuộc nằm lòng. Khi bà qua đời, cô gái vội bay về khóc lóc, làm đám tang linh đình. Khi khui rương của mẹ, cô ngỡ ngàng. Bao nhiêu lá thơ còn nguyên chưa mở. Dĩ nhiên là tiền bà cũng chưa xài. Bà viết một lá thơ cho cô, nội dung: mẹ già rồi, ăn uống có bao nhiêu, những thứ này mẹ không cần. Mẹ chỉ cần gặp mặt con. Chúng ta luôn cho mình đúng. Khi những điều gì cha mẹ làm sái ý ta, ta lại dỗi hờn, có khi oán giận. Nhưng ta có bao giờ hiểu hết cha mẹ hay không? Hiếu. Một gia đình nọ ở miền Tây, hai vợ chồng già trên 70 tuổi, sống trong một chòi lá tồi tàn ở ven sông. Cuộc sống nghèo khổ, khó khăn làm da họ nhăn nheo, lưng còng hơn trước tuổi. Đâu có ai ngờ rằng họ có đến 10 người con, có trai, có gái, nhà ai cũng khá giả. Lấy làm lạ là tại sao họ không ở với bất cứ đứa con nào mà lại tự lực cánh sinh như vậy? Bội bạc. Qua tìm hiểu mới biết, vợ chồng trước đây cũng khá giả, do nuôi 10 đứa con ăn học, của cải cũng theo ngày tháng bay đi. Rồi hai vợ chồng cưới gả từng đứa một cho ra riêng và chia cho chút tài sản làm vốn liếng. Đến đứa con trai út thì hai vợ chồng giao hết tài sản để thảnh thơi tuổi già. Ngặt nổi con dâu út quá tính toán, hay nhằn nhủi với chồng, so đo, tại sao có đến 10 anh em mà ba má lại cứ ở nhà ta? Ai cũng hưởng của cải, gánh nặng thì chỉ có gia đình mình. Một hôm hai vợ chồng bàn mưu tính kế, chúng bảo: ba má già rồi, cực khổ bao nhiêu năm trời nay, bây giờ nên nghỉ ngơi, đi đến các nhà anh chị con, ở một nơi 10 ngày cho anh chị con vui. Và tất cả đều đồng ý phương án này rất hay. Khi đến nhà người con trai đầu, ở chưa đến 10 ngày thì ông bà nghe con dâu nhắc chồng: ba má ở nhà ta hết 9 ngày rồi đó anh. Chồng tuy thương cha mẹ nhưng cũng phải tính theo hợp đồng, nên nói với ông bà: nhà con đơn chiếc không ai chăm sóc ba má, vậy ba má qua nhà cô ba, có mấy đứa cháu lo cho ba má chu đáo hơn. Hôm sau ông bà quẩy hành lý qua nhà con gái thứ ba. Ở đôi ba hôm, vào đêm nọ, thằng rể đi nhậu về mắng vợ: tao chỉ cung phụng cha mẹ của tao thôi, còn ai khác thì đừng hòng. Sợ gia đình con mình xào xáo, nên hôm sau ông bà qua người con trai thứ tư. Và cảnh đó cứ diễn đi diễn lại, làm cho ông bà hết sức bất an. Con trai thì sợ con dâu, con gái thì sợ chồng mình nói này nói nọ, đâm ra lục đục trong nhà. Cuối cùng hai vợ chồng quyết định ra ở riêng, diện cớ là ở cho thanh tịnh. Không biết hai vợ chồng già lúc bệnh hoạn, ốm đau thì xoay sở ra sao? Con đông mà lại... Gia đình nọ 5-7 đứa con, ai nấy đều thành đạt. Có người làm giám đốc này công ty nọ. Khi bà mẹ già bệnh vào bệnh viện, biết là bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, anh em họp lại mang bà về nhà. Chúng nói, ung thư giai đoạn cuối, cả thế giới bó tay, trị làm gì, đầu tư không hiệu quả, chỉ kéo dài sự đau đớn thôi. Ngụy tạo. Khi mang bà mẹ về nhà, không có viên thuốc nào, có người thấy lạ hỏi,
Chúng nói cho uống thuốc kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi. Thấy bà đau đớn quá, chú ở cạnh nhà chịu không nổi, lén các con bà mua thuốc giảm đau cho bà uống. Đến lúc bà chết, chúng họp gia đình cấp tốc bàn về lo hậu sự. Anh hai làm giám đốc chỉ thị cho các em không ai được dính dáng vào. Anh hai thay cha mẹ nên lãnh lò đám, tức thầu đám lời ăn lỗ chịu. Ông làm giám đốc quan hệ rộng, ý nghĩa càng hay. Đám ma của bà thật linh đình, đâm huyết hơn 10 con heo đãi khách. Ở nông thôn mà có cả kèn tây, đoàn gánh hát, múa lân. Cả xóm cả làng kéo nhau đi xem như trảy hội. Họ nói đám ma bà Bảy vui quá. Chúng xây lăng mộ to đùng như biệt thự. Ai ai cũng trầm trồ khen là con bà Bảy có hiếu quá tai. Khi bà nằm trên giường bệnh, không thấy ma nào đến. Nhưng lúc di quan, tất cả các cô con gái xuất hiện, gương mặt thảm não. Người bứt đầu, bứt tóc, kêu la, kể lể thảm thiết. Có người biết chuyện, buông những câu thở dài ngao ngán. Che mắt thế gian. Bất nhân. Ở Long An, một bà lão có đứa con trai yêu quý. Sau khi cưới vợ cho nó xong, bà đưa hết vốn liếng, tiền bạc, đất đai cho hai vợ chồng quán xuyến. Bà cũng đến lúc ngơi nghỉ sau mấy chục năm lặn lội thân cò. Ngặt nổi, thằng con trai mê số đề, cô vợ thì mê bài tứ sắc. Lần lần của cải bay đâu hết, đất đai cũng cầm cố luôn. Nợ nần tứ văn, nhà lũ bạn xấu nói, mấy bà già hay thủ của cải, mày không biết chứ, má tao hôm trước cũng nói hết tiền. Vậy mà khi bà chết mới lòi ra mấy cây vàng, tao chắc chắn má mày còn giấu vàng. Nghe vậy, sau khi nhậu xỉn, lấy can đảm, anh ta về nhà đòi mẹ đưa tiền, đưa vàng. Bà nói, có bao nhiêu mẹ đã giao con hết, còn đâu nữa. Nó không tin, xô đẩy, bảo bà một hai phải đưa. Chẳng may bà bị té ngã người ra sao, chấn thương sọ não chết. Anh ta đi ở tù, để lại cô vợ và hai đứa con nhỏ xíu, không tiền, không tài sản. Đua đòi. Cô bé con nhà chẳng khá giả gì, học lớp 12, thấy bạn bè có xe mới, nào Attila, Way, còn mình thì chạy chiếc xe cúp 50 cũ mềm. Mẹ làm công nhân may, cha chạy xe ôm. Về đòi cha mẹ mua xe mới, cha hứa vào đại học thì cha sẽ mua. Vậy mà nó dùng dằn đòi nghỉ học cho con của ông dốt luôn. Nếu không mua xe cho tôi sẽ cho con ông chết luôn. Bà nó nói, cha không đủ tiền để vô chân hụi vài tháng đã. Nó không cần biết điều đó, nó chỉ biết đến xe mới cho bằng bạn bè mà thôi. Bà không đáp ứng, nó liền tự giận chết. Để lại bao đau thương cho cha mẹ, áy náy suốt đời vì lo không đầy đủ cho con. Con đâu biết, cha đã quá chất giả, thức khuya dậy sớm, kiếm từng đồng từng cắc. Có bao giờ ba mặc bộ quần áo đẹp chưa? Có bao giờ ba có đôi dép mới không? Con có biết, khi con ngon giấc say nồng, thì cha đang gác tay lên trán, lo xem ngày mai phải chở hàng cho những ai, được bao nhiêu tiền. Ân hận muộn màng. Bình Sa Dương. Lòng cha mẹ là như vậy đó. Có khi những đứa con hiểu ra thì cha mẹ không còn nữa. Có tiếc thương, có nuối tiếc cũng đã muộn màng, vì cha mẹ chỉ có một mà thôi. Một câu chuyện cảm thương vào thời Đức Phật. Con của vua Tần Bà Sa La, tức Bình Sa Dương, là Thái tử A Xà Thế. Sau khi Đề Bà Đạt Đa đề nghị Đức Phật cho lãnh đạo giáo đoàn không thành công, ông quay qua dụ Thái tử A Xà Thế cướp ngôi vua cha, để lợi dụng vào đó ông xây dựng quyền lực. Thái tử A Xà Thế nghe theo và cướp ngôi vua cha của mình. Kế hoạch bị bại lộ, tất cả đều bị bắt. Vua Tần Bà Sa La nói, con thích ngôi vua, sao không nói với cha? Cha sẵn sàng nhường ngôi lại cho con, sao con khờ vậy? Cái gì thuộc về cha đều cho con hết mà. Nếu con thích ngai vàng như thế, thì cha sẽ nhường lại cho con. Nói vậy xong, ông chọn ngày nhường ngôi cho con,
và lễ đăng cơ đã diễn ra trong lời chúc tốt đẹp của quần thần. Đề Bà Đạt Đa nói với A Xà Thế, như vậy cũng chưa chắc đâu, ông ta còn sống, có ngày ông ta lấy ngôi vua lại. Vua A Xà Thế tin theo và bắt cha mình giam vào ngục, không cho ăn uống, để ông chết lần chết mòn. Thấy cha lâu quá không chết, vua sai thợ cạo vào cắt gân cha để ông mau chết. Vua Tần Bà Sa La hết sức đau đớn, chỉ biết hướng về Đức Phật. Một hôm, vợ của vua A Xà Thế chuyển dạ, sanh được một hoàng tử. Vua hết sức vui mừng, khấp khởi. Một người cha có đứa con đầu lòng vui như đứa trẻ thơ, chạy đến cho mẹ hay tin cháu nội bà mới chào đời, khôi ngô tuấn tú. Vua nói, mẹ ơi mẹ, khi sanh con ra, cha của con lúc ấy như thế nào hả mẹ? Cha con có thương con như con thương con của con không mẹ? Con có biết không, khi con có mấy ngày tuổi, trên tay con có nổi một cái mục nhỏ xíu. Con đau đớn la khóc, cha phải thức cả đêm dỗ con. Sợ con đau, cha lấy miệng ngậm vào tay nổi mục đó. Và chẳng may, cái mục đó bể ra, nào nước vàng, nào máu mủ. Cha ghì chặt tay con vào và nuốt hết mủ máu vào bụng, sợ nhả ra con bị đau. Nghe đến đây, vua A Xà Thế tỉnh ngộ. Nhà vua sai quân lính thả vua Tần Bà Sa La ra, nhưng không kịp nữa rồi, ông đã chết trong tử ngục. Vua A Xà Thế có hối hận thì cũng đã muộn màng. Hoa thơm cỏ lạ. Bà Sophia lần dò từng bước như một người mù. Từ ngày chồng bà qua đời, đứa con trai là niềm vui duy nhất của bà. Sophia vừa tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin. Anh đang xin việc, điều anh bận tâm là mẹ. Anh không thể để bà ở nhà một mình không ai chăm nom. Cặp kính cận đen. Anh rất thương mẹ. Khi cha anh mất, bà chưa đầy 30. Bà tần tảo nuôi anh ăn học, hy sinh cả quãng đời son trẻ. Biết bao người ngỏ lời, nhưng bà nhất quyết chối từ. Bà viện lý do lớn tuổi rồi. Nhưng Sophie hiểu mẹ mình hơn ai hết. Vì anh mà mẹ không tái giá. Bà sợ cảnh cha ghẻ mẹ gì, làm ảnh hưởng đến sự học tập và tương lai của con. Đôi mắt bà mỗi ngày một mờ đi. Bác sĩ nói bà bị viêm giác mạc. Lấy thuốc uống bớt rồi ngưng. Bà tiếp tục tảo tần, mua thúng bán bưng, chạy dạy tiền nuôi con. Nào tiền học phí ở trường, học thêm Anh văn, vi tính. Nào tiền tập vở, áo quần, điện nước. Cũng đủ cho bà mệt lả. Cực nhưng bà vui vì con bà ngoan, học giỏi, không hút thuốc hay rượu chè như bao thanh niên khác. Ngoài giờ học, anh về nhà giúp mẹ mọi việc. Có khi bắt nồi cơm, có khi quét nhà, giặt giũ, sửa sang trong ngoài để mẹ đỡ cực hơn. Anh nghĩ cả đời mẹ vì mình, nếu mình không học tập tốt thì không xứng đáng. Anh thường tranh thủ đến chùa, khi thì bó hoa tươi, khi thì bọc trái cây dâng lên cúng Phật, cầu nguyện cho mẹ mạnh khỏe, sống đời bên anh, để anh có thời gian báo đáp công ơn cù lao của mẹ. Đôi mắt bà Sophia càng ngày càng mờ. Khi anh học đại học năm thứ hai thì bà hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bác sĩ bảo giác mạc của bà đã bị tổn thương nặng, không thể phục hồi. Chỉ có cách duy nhất là thay võng mạc. Giá thị trường hiện nay là 4.800 đô. Anh chỉ còn biết đưa mẹ về nhà. Anh hứa với lòng khi nào anh làm có tiền, điều đầu tiên là đi thay giác mạc mắt cho mẹ. Bà Sophia không thấy đường nên không thể mua bán được nữa. Bà chỉ làm những việc giặt giảnh và tựa cửa đợi con đi học về. Có lúc bà tự bắt cơm, có lần suýt cháy nhà. Sophia vừa đi học vừa làm thêm, dạy kèm. Anh làm đủ nghề miễn sao kiếm ra tiền.
Cuối cùng anh cũng tốt nghiệp đại học với bảnh bằng loại khá. Thời gian này anh dành dụm được ít tiền vì không phải đóng tiền học và sách vở nữa. Nếu anh đi làm, dĩ nhiên phải đi công tác. Những lúc ấy ai chăm sóc mẹ? Nên anh quyết định giá nào cũng phải thay giác mạc mắt cho mẹ. Thứ nhất, để mẹ nhìn thấy. Thứ hai, anh đi làm cũng an tâm. Mẹ anh chỉ hơn 50 tuổi, chẳng lẽ sống trong cảnh mù lòa cả đời. Anh liên hệ với bệnh viện, họ hẹn ngày thay giác mạc cho mẹ. Bà Sophia bảo, con à, tiền đâu con có để thay giác mạc cho mẹ chứ? Anh nhìn bà với tất cả tấm lòng xót xa của một người con hiếu thảo. Bạn bè cho con mượn đỡ, khi con đi làm sẽ trả góp cho chúng sau. Mỗi tháng trích ra một ít, mẹ an tâm đi. Con bây giờ là kỹ sư rồi, mai mốt có việc làm, không mấy chốc trả hết thôi mẹ à. Bà Sophia miễn cưỡng đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật rất thành công. Bà ao ước được nhìn mặt con. Cả 3-4 năm nay bà không nhìn thấy con, chỉ nghe giọng nó nói. Trước đó mắt bà mờ cũng không nhìn con được rõ. Các cô y tá tận tình chăm sóc cho bà. Trên mắt bà bịt kính mảnh băng trắng. Ngày thứ 3 Sophie mới vào. Bà hỏi, mấy ngày nay con đi đâu, không đến chăm sóc mẹ? Anh ngập ngừng. Dạ, mẹ mới mổ phải ở phòng cách ly, chỉ có y tá và bác sĩ chăm sóc thôi mẹ. Con chỉ được ở bên ngoài thôi. Bà dịu dàng nắm lấy tay Sophie. Mẹ cảm ơn con đã làm phẫu thuật cho mẹ. Mẹ mong ngày nhìn thấy mặt con, thấy bầu trời cao rộng. Mẹ ước ao nhìn thấy con thành đạt, cưới được cô vợ ngoan hiền. Mẹ mong có đứa cháu nội bồng ẩm cho đỡ quạnh hiu. Anh cầm tay mẹ. Mẹ cứ an tâm, con sẽ lấy vợ và sanh con cho mẹ nuôi. Sợ đến lúc đó mẹ nuôi không nổi mà thôi. Bà mẹ mỉm cười trong hạnh phúc. Bà nghĩ thầm, rồi sẽ có ngày ấy. Một tuần rồi hai tuần, sắp đến giờ tháo băng trên mắt của bà Sophia. Bà hồi hộp chờ đợi, mong đến lúc được nhìn thấy cuộc đời trở lại. Bác sĩ tháo băng, lau những vết bẩn quanh mắt bà. Nào, bây giờ bà hãy mở mắt từ từ, khẽ thôi, nào. Bà Sophia vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói chang đập thẳng vào mắt. Bà nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra. Bà chớp chớp mắt, rồi từ từ mở ra. Bà hết sức vui mừng. Bà đã nhìn thấy rõ ràng, không bị mờ như trước đây. Bà rất hạnh phúc. Bà nhìn Sophie, anh mang cặp mắt kính màu đen. Bà trách yêu con. Trong nhà con mang kính mát làm gì? Sophie lúng túng. Dạ, kính cận đó mẹ. Bà Sophia mỉm cười. Kính cận gì mà màu đen? Mẹ không biết đó thôi, bây giờ công nghệ mới, họ chế kính cận màu đen để khi ra đường không cần mang kính mát. Sophie đến dìu mẹ xuống giường và làm thủ tục xuất viện. Mẹ à, 3 ngày nữa con sẽ đi làm, công ty đã có giấy gọi. Bà mẹ vui mừng, cuối cùng bà đã thực hiện được ước mơ là nuôi con ăn học thành tài. Niềm vui nữa là mắt bà đã sáng lại, có thể tự chăm sóc cho mình. Đúng là lưỡng toàn kỳ mỹ. Sáng sớm, Sophie chuẩn bị áo quần tươm tất cho ngày đi làm đầu tiên. Bà Sophia lấy tay chỉnh lại cổ áo và chiếc cà vạt cho anh. Anh khom xuống cột lại dây dài, bất chợt cặp kính cận rơi xuống đất. Bà Sophia vội nhặt đưa lên định đeo lại cho anh. Bà bàng hoàng khi nhìn thấy mắt bên trái của anh một màu trắng toát. Bà hiểu tất cả, ôm anh vào lòng khóc nức nở, nói trong giọng nghẹn ngào. Sao con dại thế? Tiếng chuông chùa nào bay trong gió thoảng. Nước mùa thu trong vắt in trời. Mùa lễ Vu Lan đã về. Sophie ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Anh rất hạnh phúc. Và hạnh phúc lớn lao nhất là mùa Vu Lan này, anh được cài lên ngực một bông hồng. Dĩ nhiên không phải màu trắng, bởi anh rất sợ màu trắng vì nó giống màu trong mắt trái của anh. Một buổi sáng nọ, thầy được quý thầy lớn bảo lên tháp cốt cúng an vị cho một hương linh gửi cốt vào chùa. Lên đến nơi, thầy thấy một bà cụ ngoài 70, gầy gò,
gương mặt khắc khổ, bao nhiêu vết chân chim đã hằn lên cuộc đời của bà. Lẻo đẻo theo sau là hai đứa nhỏ xíu, có lẽ là anh em. Mồ côi. Đứa bé gái khoảng 3 tuổi, thằng anh trai khoảng 5 tuổi. Cả hai đứa đều mặc đồ khăn tang trắng, rộng thùng thình, nhưng trông sạch sẽ, dễ thương. Được biết hai đứa bé là con của một người đàn bà chưa quá 30 tuổi, hình được dán trên hũ đựng cốt. Bé gái quỳ phía trước, anh trai quỳ phía sau. Đôi mắt nó láo liên, hình như tất cả đều lạ lẫm với nó. Thầy dặn, cứ mỗi tiếng chuông là lại một cái nghe các con. Chúng quay qua gật đầu. Thầy tụng kinh dứt câu đánh cái beng, thì đứa nhỏ lạy xuống, chổng mông lên, đầu chúi xuống đất, nhìn anh nó phía sau, kêu ý ới. Thầy nhắc nhở đôi ba lần, nó mới chịu ngồi yên. Lâu lâu, bé gái quay qua bên bà cụ. Ngoại ơi, mẹ con đâu rồi hả ngoại? Bà cụ trả lời cho qua chuyện. Ở trong hũ chứ ở đâu? Mẹ ở trong hũ làm gì ngoại? Thì ngủ chứ làm gì nữa. Cái hũ nhỏ xíu sao mẹ con vào được ngoại? Bà lão cũng bất ngờ trước câu hỏi của đứa cháu dại khờ. Bà phớt lờ đi, ra hiệu là coi chừng bị thầy la, trật tự nào. Khi tụng kinh xong, thầy đi lui trái cây trên bàn thờ Phật để trang hoàng lại. Thầy thấy hai đứa bé cứ nhìn chằm chằm vào rổ trái cây thầy vừa hạ xuống. Định chúng nó do thiếu thốn nên thèm, tội nghiệp. Rồi thầy sợ chúng nó thấy thầy sơ hở, ăn cắp trái cây, vô tình mà gây tội với chùa chiền. Nên thầy lựa hai trái lê bị úng một lỗ, đưa cho mỗi đứa một trái, và không quên dặn chúng rửa sạch trước khi ăn. Rồi thầy tiếp tục công việc, hai đứa bé ra về lúc nào thầy cũng không hay biết. Đến khi thầy dọn dẹp trước bàn thờ vong, thấy lạ, chỗ hũ cốt nào cũng có một dĩa trái cây và bình hoa. Riêng có một hũ cốt chỉ đặt trên cái bọc xốp hai trái lê. Thầy đến lật lên, thấy mỗi trái úng một lỗ. Thầy nhìn kỹ lại, thấy sững sờ. Hũ cốt ấy là hũ cốt của mẹ hai đứa bé. Chắc không có tiền hay vội quá mà ngoại nó chẳng mua thứ gì vào cúng mẹ nó. Chỉ có một mâm cơm chay cúng vong của chùa, dĩa rau nhạt với vài miếng tàu hũ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã nhường hai trái lê thầy cho để cúng mẹ nó. Thầy cảm thấy hối hận vô cùng khi nghĩ sai về hai đứa bé, và đã cho nó hai trái lê héo và bị úng một lỗ, và nó đã khéo léo đặt lỗ thủng xuống phía dưới để người ta không nhìn thấy. Hồi nhỏ bằng hai cháu ấy, thầy chỉ biết lo cho bản thân và khóc nhè với mẹ thôi. Lớn lên cũng vậy, chưa bao giờ có đồ ăn ngon lại nhớ đến cha mẹ của mình. Thật xấu hổ. Hai đứa bé nhỏ xíu đã dạy cho thầy bài học lớn. Hôm sau, thầy mang hai bịch kẹo sữa, định bụng là khi hai bé vào cúng mẹ, thầy sẽ bù đắp lại. Nhưng đợi mãi không thấy hai bé vào. Một hôm bà cụ vào cúng con gái, thầy mới hỏi hai cháu đâu. Bà cụ có vẻ ngượng ngùng hồi lâu, rồi nói trong hai hàng nước mắt. Tội nghiệp, mấy năm trước cha nó bị tai nạn giao thông, rồi vừa qua mẹ nó bị ung thư mà chết, để lại hai đứa còn quá nhỏ. Tôi già, một thân một mình bán vé số kiếm cơm qua ngày, làm sao nuôi nổi hai cháu. Bà ngừng lại và khóc. Mẹ nó gửi tôi nuôi, nhưng tội lắm thầy ơi. Tôi đành đưa hai cháu vào trại mồ côi rồi. Khổ thân hai cháu, không cha mẹ, không ai lo. Không biết tụi nó sống ra sao trong những ngày sắp tới. Bị đòn. Ngày xưa ở bên Trung Quốc, có gia đình nọ, có người con trai. Anh này rất nghịch ngợm. Từ thuở nhỏ đã bị mẹ đánh thường xuyên thành thói quen. Đánh riết rồi anh ta lì đòn. Mỗi khi mẹ đánh không bao giờ anh khóc cả. Những ngày nào anh không bị mẹ đánh là anh lo lắng không biết mẹ có bị làm sao không mà không đánh đòn mình. Thời gian trôi nhanh, mẹ anh càng ngày càng già. Anh quyết ở dậy không lập gia đình để thủ hiếu với mẹ. Một hôm mẹ anh không bằng lòng với anh điều gì đó, bà bắt anh cúi xuống đánh một hơi. Mẹ đánh xong,
anh ngồi dậy khóc nức nở. Lấy làm lạ, bà mẹ hỏi: "Con bị oan ức hay đau lắm sao mà khóc? Bấy lâu nay có bao giờ mẹ đánh con khóc đâu?" "Thưa mẹ, mẹ đánh con càng đau, con lại càng mừng, càng vui ạ." Anh trả lời. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp: "Vậy sao hôm nay con khóc?" "Thưa mẹ, vì hôm nay mẹ đánh con quá nhẹ, không đau chút nào. Do đó con biết mẹ đã già rồi, không đủ sức đánh con nữa, nên con buồn, con khóc." Từ đó về sau, bà mẹ không còn đạo hiếu. Dẫu ta đi trọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ, mẹ già khuất bóng ngàn thu, nhân trung hiếu đạo, nguyện tu đáp đền. Không phải người con có hiếu là cho tiền bạc cha mẹ xài thoải mái, cung cấp đầy đủ hàng tháng, bỏ cha mẹ cô quạnh tuổi già. Không phải cha mẹ mất đi, ta làm đám tang to lớn, làm thịt nhiều con vật để cha mẹ thắt thêm oan nghiệp. Không phải xây nhà mồ cho to lớn để tiến tâm lại đời, mà chính trong hiện tại đời sống này phải biết đỡ đần, tôn kính, thương yêu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ khi già yếu ốm đau, can ngăn cha mẹ làm những điều ác. Tạo điều kiện cho cha mẹ biết đến Phật Pháp và bố thí cúng dường tạo phước. Khi cha mẹ mất, biết làm những hạnh lành để hồi hướng phước báo cho cha mẹ. Đặc biệt, biết tu hành, hướng tâm vào dòng thánh để có cơ hội cứu cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đang bị trầm luân. Nhân quả thiện ác. Việc làm thiện là làm lợi ích cho người khác, cho họ được an vui. Ngược lại, làm đau khổ cho kẻ khác, khiến cho kẻ khác phiền não là việc ác. Theo nhân quả, chúng ta làm ác sẽ thọ quả báo đau khổ, hành thiện sẽ thọ quả báo an vui. Đối với những người con như chúng ta, khi biết được công lao trời biển của cha mẹ như vậy mà vẫn tiếp tục làm đau khổ cho cha mẹ, tiếp tục con đường ác, đó là tội bất hiếu. Hậu quả sẽ thọ quả báo đau khổ, thất bại, và con cháu sau này sẽ xử tệ bạc với ta hơn cả việc ta đã đối xử tệ bạc với cha mẹ mình. Cha mẹ đã hết mực thương yêu, lo lắng, hy sinh cho ta cả đời mà không cần sự báo đáp hay đòi hỏi chúng ta phải trả công. Giống như Phật và Bồ Tát luôn thương yêu, lo lắng, chăm nom cho chúng sanh vậy. Trong Kinh Trung Bộ nói rằng, ba đời của chư Phật sinh ra không ngoài hai mục đích, cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên đối với con mình thì cha mẹ mang tấm lòng của Phật và Bồ Tát. Vì lý do đó, Đức Phật mới nói cha mẹ là Phật tại gia, là cửa chùa cho con bước vào dòng thánh. Ai biết thương yêu cha mẹ, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già với lòng tôn kính, thì người ấy sẽ tích được phước báo to lớn. Nếu chúng ta tôn kính, cúng dường chư Phật và trái lại không tôn kính hiếu thảo cha mẹ thì cũng không thể kính Phật trọn vẹn được. 4. Hạng người. Căn cơ thiển bạc. Là hạng người chỉ biết đến quyền lợi ích kỷ riêng tư của mình, mặc cho người khác đau khổ, miễn sao có lợi cho ta thì thôi. Hạng người này không biết thiện ác nhân quả, thường hay đổ lỗi và vu oan cho kẻ khác. Hạ căn hạ trí. Là người thấy cái lợi trước mắt mà không thấy lợi lâu dài, có làm lợi cho người khác nhưng rất ít, có biết đến nhân quả thiện ác nhưng vẫn chiều theo bản năng làm điều sái quấy, đôi khi đổ lỗi cho người rồi sau đó biết sợ mà ăn năn, nhưng lại phạm sai lầm khi có quyền lợi trước mắt. Trung căn trung trí. Là người biết lo xa một chút, sống hôm nay nghĩ đến họa phúc của ngày mai. Người này rất hiểu nhân quả thiện ác, không dám làm sai quấy, thường hay sám hối ăn năn lỗi lầm, phát tâm giúp đỡ người khác, biết thương yêu và chia sẻ với thế giới xung quanh. Người này hay gánh vác và nhận trách nhiệm về cho mình, biết chịu đựng hy sinh cho người khác.
thượng căn thượng trí. Người này có cái nhìn xa trông rộng, quan sát mọi góc độ, chẳng những biết sống tốt hôm nay mà có cả cái nhìn thấu suốt những kiếp về sau, nên người này biết phân định nặng nhẹ một cách bền vững và lâu dài. Có tâm rộng lớn thương yêu chúng sanh với lòng từ bi rộng lượng, luôn tha thứ khoan dung cho người khác, tâm không cố chấp hẹp hòi, không đổ lỗi cho ai cả. Thấy cái nào có lợi ích chung về lâu dài, bền vững thì làm. Ba cách báo hiếu. Loại căn cơ thiển bạc không thể có hiếu với cha mẹ. Nếu nghiệp ác và oan trái nhiều sẽ sanh tâm bất hiếu, làm cho cha mẹ khổ đau. Người căn cơ thiển bạc có chút duyên lành với Phật Pháp hay gặp bậc minh sư, hướng tâm quy y Tam Bảo, sám hối tội xưa sẽ trở thành người hạ căn hạ trí. Chúng ta biết tấm lòng, công lao và nỗi nhọc nhằn của cha mẹ như thế. Nếu là người có trí thì sẽ báo hiếu cha mẹ trong tình thương yêu và tôn kính. Hiếu kính. Người này cảm nhớ công ơn cha mẹ đã nặng nhọc 9 tháng cưu mang, 3 năm ẵm bồng, nên phát tâm đỡ đần lại cha mẹ, lo cho cha mẹ miếng ăn giấc ngủ, thuốc thang lúc đau ốm tuổi già, nhất nhất nghe lời cha mẹ dạy bảo, không dám trái ý, tôn kính và phụng thờ cha mẹ như Phật, Bồ Tát. Hiếu thuận. Là người có lòng hiếu kính, biết quy y Tam Bảo, bỏ ác làm lành, hồi hướng công đức, phước đức cho cha mẹ, biết can ngăn cha mẹ những việc làm sai chánh pháp, đặc biệt hướng cha mẹ quy y Tam Bảo trở về đời sống đạo đức. Đại hiếu. Là người con hiếu thuận, phát tâm vô thượng bồ đề, bản thân nỗ lực tu hành và phát tâm rộng độ chúng sanh. Người này có chí hướng xuất gia vượt ngoài tam giới, tự mình đắc đạo để trang nghiêm Phật Pháp và độ cho cha mẹ nhiều đời, phát tâm vô thượng bồ đề, hướng đến quả giải thoát giác ngộ. Đức Phật, gương đại hiếu. Đức Phật Thích Ca khi rời bỏ hoàng cung, để lại cha già ngày đêm mong nhớ thương con, và bà mẹ xem ngài như là con ruột, đó là bà mẹ kế Mahabhasa Ba Đề. Sau khi đắc quả chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Thích Ca trong một kỳ hạ, ngài đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp để độ mẹ của ngài là hoàng hậu Maya. Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ độ cho các dương tôn trong hoàng tộc xuất gia và các hoàng thân quốc thích quy y Tam Bảo. Đặc biệt Phật độ vua Tịnh Phạn trước lúc băng hà ngộ được chân lý Phật Đà. Phật khuyên vua cha nên niệm Phật và đức vua đã nhập vào dòng thánh. Chính giai Đức Phật đã đỡ kim quang của vua cha đến nơi làm lễ trà tỳ. Ở thành Tỳ Xá Ly, Phật đã chấp nhận cho mẹ kế cũng là dì ruột cùng 500 thể nữ xuất gia và bà đã đắc quả A-la-hán. Mục Kiền Liên. Vị đệ tử đệ nhất thần thông của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Sau khi đắc quả A-la-hán được lục thông, ngài liền nhớ đến mẹ mình. Ngài dùng thiên nhãn tìm mẹ khắp sáu nẻo luân hồi, gặp mẹ ngài bị đọa đày nơi địa ngục rất khổ sở. Ngài đã dùng thần lực cứu mẹ nhưng không được, nên ngài hóa ra cơm cho mẹ ăn đỡ đói. Nhưng vì nghiệp ác nặng nề, cơm vừa đến miệng lại hóa thành lửa không thể dùng. Thương mẹ, ngài về bạch với Đức Phật cách cứu mẹ để trả hiếu. Nhân đó, Đức Phật thuyết kinh Du Lan Bồn, dạy cách cứu khổ cho những người bị đọa lạc. Làm theo lời Phật dạy, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, sau 3 tháng chư tăng an cư kiết hạ, ngài tổ chức cúng dường trai tăng, dâng y cho các vị tỳ kheo hồi hướng phước báo cho mẹ. Nhờ oai thần của Phật và 10 phương chư hiền thánh tăng mà bà Thanh Đề đã tỏ ngộ. Ngay lúc ấy bà thoát khỏi địa ngục và sanh lên cõi trời, kết duyên lành với Tam Bảo. Vì vậy, ngài được thế gian tôn là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Quan Âm Diệu Thiện. Quan Âm Diệu Thiện là công chúa, nguyên ở nước Hùng Lâm thuộc Ấn Độ, là người con gái thứ ba của một vị vua. Trước khi sinh công chúa Diệu Thiện,
thì nhà vua rất mong có hoàng tử, nên đã cầu xin rất nhiều, nhưng đứa con chào đời lại là một công nương. Điều này đã làm cho nhà vua sinh lòng oán hận. Khác hẳn hai người chị, nàng công chúa này lớn lên chỉ say mê kinh kệ và có lòng quy y Phật. Vì cự tuyệt việc lấy chồng nên cô bị giam hãm phía sau hoàng cung. Không thuyết phục được con mình hoàng tục, vua giả vờ cho phép con tu ở chùa Bạch Tước, rồi ngầm ra lệnh cho các sư sãi phải tìm cách thuyết phục cho công chúa hoàng tục, nếu không sẽ giết hết các sư sãi trong chùa. Nhưng mọi cách đều không lung lạc được ý chí quyết tâm của công chúa. Giận con, vua ra lệnh đốt chùa để giết cô công chúa, nhưng trời bỗng đổ mưa dập tắt lửa. Chưa hết giận, vua bèn hạ lệnh xử chém, thì trời bỗng giông tố, tạo ra sét đánh giằng búa của Đào phủ. Vua tức giận ra lệnh xử giảo công chúa, nhưng ngay lúc đó xuất hiện một con cọp trắng xông ra cổng công chúa mang đến chùa Hương. Diệu Thiện tu hành ở đó và cảm hóa được muôn thú. Trong khi đó, vua trong triều đột nhiên bị chứng bệnh hủi không chữa được. Dần dần hai bàn tay bị rơi rụng và mắt trở nên mù. Công chúa tu đã đắc đạo quả, một hôm trở về thăm phụ thân và đã hy sinh hai mắt cùng hai tay để cứu vua cha, đổ cả gia đình hướng về Phật đạo và nhập Niết Bàn. Mẹ là nắng ấm mùa xuân, theo con suốt cả gian truân cuộc đời. Cha là bóng mây giữa trời, luôn luôn che mát con thời tuổi thơ. Mẹ là bến vắng chơ vơ, thuyền con neo đậu bên bờ sông Thương. Cha là cả một thiên đường, ngàn hoa đua nở ngát hương con vào. Mẹ là viên kẹo ngọt ngào, sống trong cổ tích đồng dao êm đềm. Con đi giữa chốn màn đêm, cha làm sao sáng cỏ mềm đỡ chân. Theo đời con trót hư thân, bàn tay của mẹ đỡ nâng con về. Mẹ cha trót lỡ câu thề, làm rào làm vách bốn bề che con. Vì đời con khóc nỉ non, tựa vào vai mẹ con còn niềm tin. Dù con vạn bước phiêu linh, có cha có mẹ đem tình dõi theo. Trống chầu theo tiếng gió reo, đời cha và mẹ khẽ vèo bay qua. Dù con vạn bước phiêu linh, có cha có mẹ đem tình dõi theo. Bây giờ con biết xót xa, từ nay muôn nẻo bôn ba một mình. Lời nói đầu. Dân gian có câu: biển cả mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Hay công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta mỗi khi đi trên đường phố hay bắt gặp những băng rôn áp phích để nhiều câu khẩu hiệu, trong đó có câu "đừng chết vì thiếu hiểu biết". Câu này khiến chúng ta tò mò và suy gẫm. Ai đã chết vì thiếu hiểu biết, và thiếu hiểu biết về cái gì, và muốn có hiểu biết ta phải làm sao? Một loạt những câu hỏi đặt ra trong đầu cần giải đáp. Đức Phật đã từng dạy: tất cả những tội lỗi sai lầm đều do vô minh mà ra. Vô minh là đen tối, là không có trí tuệ. Không có trí tuệ để hiểu thấu suốt tất cả mọi vấn đề. Nên mỗi khi chúng ta hành động trong vô minh, cũng giống như ta đi trong đêm tối mà không có đuốc, dễ dàng sụp hầm hố gai chông, có khi thiệt mạng. Vậy vô minh là thiếu hiểu biết, tức là chúng ta không biết những thứ mà chúng ta cần phải biết. Trên đời này, chúng ta biết thiệt quá ít, nhưng những thứ chúng ta không biết thì quá nhiều. Trong 15 điều răn dạy của Phật, có một điều là tội lỗi lớn nhất của đời người là tội bất hiếu. Hay sách có câu,
Thiên Kinh Vạn Quyển Hiếu Nghĩa Di Tiên. Trong năm tội vô gián, tức cực trọng tội, có tội giết cha, giết mẹ. Tại sao con người ta lại phạm tội lỗi lớn nhất đời người? Chính vì chúng ta thiếu hiểu biết. Nếu chúng ta hiểu biết, thì chúng ta sẽ dễ dàng tránh đi. Chúng ta tránh được, có nghĩa là tội lỗi lớn nhất đời người ta không phạm. Và ngược lại, chúng ta biết mà thủ hiếu, thì phước báo cũng rất to lớn. Vì Thiên Kinh Vạn Quyển Hiếu Nghĩa Di Tiên mà. Trong Hiếu Kinh Phật dạy, hạnh hiếu là hạnh Phật. Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật vậy. Đối với chúng ta, cha mẹ như là Phật, Bồ Tát, thương yêu, dạy dỗ, chăm sóc, hy sinh như thế nào? Ta tìm hiểu nghĩa lý trên để không phải hối hận khi đã muộn màng. Nhân trung hiếu nghĩa là nội dung chúng ta đề cập. Bổn phận của con người đối với cha mẹ như thế nào? Nhất là thời buổi này, rất nhiều người than phiền về những đứa con ngỗ nghịch. Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước. Nếu thế hệ trẻ hiểu biết, nghe lời cha mẹ dạy bảo, luôn luôn hướng tâm đến giá trị cao đẹp thiêng liêng, thì thế hệ đó mới có thể làm chủ vận mệnh của đất nước. Quyển sách này như một món quà nhỏ gửi đến thế hệ trẻ hôm nay với tất cả tấm chân tình. Thích Trí Huệ. Làm con phải biết. Chúng ta ai ai sanh ra trong cuộc đời này cũng phải có cha, có mẹ, trừ nhân vật Tôn Ngộ Không trong chuyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Khi vừa lọt lòng mẹ, những dòng sữa ngọt ngào nuôi ta khôn lớn. Khi đi học thì đòi mua quần áo mới, cặp sách mới, xe mới, giày dép mới. Khi cha mẹ không đáp ứng nhu cầu của mình thì chúng ta giận dỗi, bứt tóc, bứt tai. Khi bệnh, có mẹ đầu giường thức suốt canh thâu, cha thì chạy đôn chạy đáo kiếm tiền lo cho con. Chúng ta may mắn là còn có cha, có mẹ, được ở trong vòng tay thương yêu, chiều chuộng. Vậy mà có những người không được cái hạnh phúc mà ta tưởng chừng như đơn giản ấy. Tâm lý con người, cái gì có ta không biết gìn giữ nâng niu, đến khi mất rồi lại nuối tiếc ngẩn ngơ. Có một người đàn ông xa cơ đi lạc vào một xóm nghèo ở Cà Mau mấy mươi năm trước. Anh ta vào nhà nọ, anh chỉ mặc độc nhất chiếc quần đùi, có vẻ đói khát lắm. Thấy tội nghiệp, cô bé vào nhà lấy cho anh một tô cơm với cá kho. Ăn xong, cô vào lấy bộ đồ mới nhất của cha mình cho ông ta mặc. Và mẹ cô bé còn cho anh một ít tiền để anh lộ phí về quê. Sanh dưỡng cù lao. Sau đó, anh định cư ở Mỹ và rất thành công trong cuộc sống. Hơn 20 năm sau, anh quay trở lại, tìm đến nhà hai vị ân nhân của mình. Anh nói, tôi suốt đời không bao giờ quên tô cơm ân nghĩa và bộ đồ ấm áp tình người. Ông ta hỏi hai mẹ con ân nhân có cần gì không? Nếu cần bất cứ điều gì, bảo lãnh cháu du học hay cần vốn liếng bao nhiêu, anh ta cũng không từ chối. Vì nhờ hai mẹ con giúp ông hôm đó, ông mới có ngày hôm nay. Nhưng hai mẹ con người kia nói, chúng tôi không cần gì cả. Vì hai mẹ con cũng khá giả, sống trong gia đình đầy lòng nhân hậu, thì còn cần gì hơn nữa? Chúng ta lúc gặp khó khăn, người ta giúp một tô cơm, một bộ quần áo, vậy mà ta nhớ và tri ân họ suốt đời. Đây là người biết ơn nghĩa và biết báo ân. Trong xã hội, quý trọng gọi người này có đạo đức. Ta thử làm bài toán nhé. Một ngày ta đơn giản hóa, sáng mẹ cho một tô cơm, trưa một tô, chiều một tô, tổng cộng một ngày ba tô, một năm ba bộ quần áo, 20 quyển vở và hàng trăm thứ khác. Nào tiền sinh nhật, tiền mua đồ cá nhân, đau bệnh, xe cộ. Ta tính xem, năm nay ta 20 tuổi,
thì đã ăn của mẹ bao nhiêu tô cơm? 3 tô nhân 365 ngày nhân cho 20 tuổi là 14.600 tô cơm. Vậy mà chúng ta không nhớ, không tính. Con số thật khủng khiếp. Có bao giờ cha mẹ đòi hỏi ta đền đáp đâu? Vậy mà có những đứa con đã tính toán với cha mẹ của mình. Ông bà ta nói, mẹ thương con như biển hồ lai láng, con nuôi mẹ tính tháng, tính ngày. Thông thường ta hay nghĩ đến những thứ cao xa, đi làm thì mọp mọp trước cấp trên, khi nhờ vả ai thì phải dạ bẩm thưa dân. Nhưng chính ta lại quên đi hai đấng sanh thành. Có khi vì một lý do nào đó mà ta còn bất kính với cha mẹ. Việc này không phải mới xảy ra đời này, mà trong thời Phật tại thế đã từng xảy ra. Phật tại nhà. Có một gia đình dòng Thủ Đà La nghèo khó. Chỉ một mẹ già sống với người con trai. Anh này là một Phật tử. Một hôm, anh ta mua một nải chuối rất ngon về treo lên, định hôm sau mang vào tịnh xá cúng Phật. Chẳng may khi anh đi làm đồng, nải chuối bỗng nhiên bị rụng xuống một trái. Bà mẹ mắt sờ sệt đi vấp phải và bà nhặt lên, thấy tiếc bà đã ăn hết trái chuối bị bà dẫm lên đó. Khi anh con trai đi làm đồng về, thấy mất một trái chuối, không hỏi ngọn ngành, cứ thế mà nói nặng nói nhẹ mẹ mình. Anh ta nhằn nhủi. Chuối này tôi mua về là dâng lên cúng Phật, vậy mà mẹ lại bẻ mất một trái. Bà mẹ lặng thinh, lòng đau như cắt. Hôm sau, anh ra chợ mua một nải chuối khác và cung kính vào tịnh xá dâng lên cúng dường Phật. Phật bảo, này thiện nam, Phật ở nhà sao không cúng mà đến tận đây? Anh ta ngỡ ngàng, không biết Phật đâu ra mà ở nhà mình. Liền lúc đó Đức Thế Tôn nói, cha mẹ sanh ta ra, hy sinh cho ta tất cả. Cha mẹ đối với con cái như Đức Phật đối với chúng sanh, cho mà không lấy lại bao giờ. Đối với con cái, cha mẹ chính là Phật, là Bồ Tát. Lúc ấy anh ta hiểu ra và anh đã sám hối với Đức Phật. Trở về nhà, từ đó về sau, anh là một đứa con hết mực hiếu thảo với mẹ, lòng mẹ. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho ta nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Tình yêu. Có một câu chuyện bên Tây, vào thời Đức Vua Salomon, có hai người đàn bà giật giành một đứa bé gái. Ai cũng nói đứa bé là con mình và khăng khăng khẳng định như thế. Các quan địa phương không sao phân xử được. Sau đó chuyển vụ tranh chấp này lên Đức Vua Salomon. Nghe hai bà mẹ phân bua, vua liền phán. Hai người đều có lý, nên ta xử thế này. Chặt đứa bé làm hai, mỗi người mỗi nửa. Lúc đó, có một người đàn bà quỳ lại Đức Vua xin thua kiện. Bà ngậm ngùi khóc nức nở, trong khi người đàn bà kia hí hửng dẫn đứa bé đi. Liền lúc ấy, Đức Vua can lại và chỉ thẳng vào mặt người đàn bà đang dẫn đứa bé và quát. Bà không phải là mẹ của đứa bé, chính bà kia mới là mẹ ruột. Chỉ có mẹ ruột mới không nỡ nhìn con mình bị nạn mà thôi, thà thua cuộc chứ không để con phải chết. Những điều mà mẹ cha làm, mẹ cha nghĩ thì làm sao ta biết hết được. Như thầy Thiện Thuận ví mẹ như bóng mây che chở cho con. Như thầy Trí Chơn ví mẹ lại là bến yêu thương cho thuyền con neo đậu. Như cô Hương Nhũ ví cha mẹ lại là nắng ấm mùa xuân, vân vân. Mà chúng ta lại không nghĩ ra được điều đó, ta không biết. Có bà mẹ lại có những sở thích lạ lùng, không hiểu tại sao bà lại thích cúng Phật mỗi bông trang, mặc chỉ thích mặc áo bà ba, thích mang mỗi đôi dép Lào, thích đắp chiếc chăn cũ rích, nằm gối thâm đen. Chuyện như thế này. Sở thích
lạ lùng. Phước đang quỳ bên hông chiếc quan tài của mẹ. Bên cạnh cô là hai đứa em đang nằm lăn queo ngủ vì cả ngày chạy dậy lăn xăng. Hai cây nến trước tiền bàn leo lét tranh tối tranh sáng, hòa quyện vào khói nhang phủ mờ trên di ảnh. Tấm hình được phóng to từ giấy chứng minh nhân dân nhạt mờ không rõ nét. Một người đàn bà nửa trẻ nửa già, khó phân định trên đôi mắt hằn sâu, mái tóc lơ phơ bạc, vẻ khắc khổ của một người từng trải. Tuy hồi nhỏ đến giờ sống bên mẹ, nhưng Phước rất ít khi có thời gian nhỏ to tâm sự. Cha cô mất sớm bởi một căn bệnh đột quỵ ở tuổi chưa đầy 40, để lại cho mẹ cô ba mái đầu thơ dại. Cha mẹ cô xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, vất vả, làm công nhân cho một xí nghiệp quốc doanh, dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được căn hộ chưa đầy 20 mét vuông, nằm sâu trong con hẻm của xóm lao động nghèo. Phải đi vay nợ thêm một số tiền rồi trả dần. Nợ nhà vừa trả xong thì cũng là lúc cha cô vội ra đi. Ba chị em Phước là cả một gánh nặng cho mẹ. Từ sáng mẹ đi làm đến tối mịt mới về, có khi mẹ làm ca đêm. Từ nhỏ, Phước luôn trách mẹ tại sao lại bỏ ba chị em mà đi mãi. Thậm chí có ngày chủ nhật muốn mẹ dắt đi chơi nơi này nơi nọ, mẹ cũng từ chối. Mẹ tranh thủ đi chạy bàn cho những nơi cần người phục vụ theo giờ. Như thế, Phước và thằng Lộc với con Út Thọ thui thủi bên nhau mà lớn lên. Phước tốt nghiệp đại học ngân hàng, làm việc gần năm nay. Còn thằng Lộc và con nhỏ Út sang năm cũng tốt nghiệp đại học kinh tế và bách khoa rồi. Mới 55 tuổi mà dáng mẹ gầy còm, xanh xao. Thấy mẹ mỗi ngày một già đi và yếu dần, Phước bảo mẹ đi khám bệnh. Mẹ nói, không sao đâu, mẹ có bảo hiểm y tế mà. Cho đến một ngày, hay tin mẹ xỉu trên đường đi làm, người đi đường đưa bà vào bệnh viện. Phước ngỡ ngàng khi biết mẹ bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Mẹ thấy mình không qua khỏi, bà nằng nặc đòi về dưỡng bệnh tại nhà. Phước xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ xanh xao, phờ phạc, Phước thương mẹ vô cùng. Hơn 10 ngày sống bên mẹ, đây là lần đầu tiên trong đời Phước có dịp gần gũi chăm nom cả nhà sum họp. Cho đến một ngày, mẹ không còn gượng dậy được nữa. Phước nhớ sáng hôm ấy, trời vừa hừng đông, mẹ kêu Phước dậy thay nước trên bàn thờ cúng Phật và bảo Phước ra chợ mua một bó hoa hồng nhiều màu đẹp nhất, một bó hoa huệ, hoa cúc, hoa ly. Phước ngỡ ngàng vì từ trước đến nay có bao giờ mẹ thích những loài hoa dương giả này đâu. Mẹ là một Phật tử, tu theo pháp môn niệm Phật, trên bàn thờ trang hoàng hình Tây Phương Tam Thánh. Lúc trước, những khi rảnh rỗi, mẹ mua chậu về trồng bông trang, rồi tranh thủ tưới sớm chiều. Mỗi khi rằm 30 là bà cắt bông trang vào cúng trên bàn thờ Phật. Phước hỏi, sao mẹ không mua hoa hồng, hoa cúc cúng cho đẹp? Bà nói, mẹ chỉ thích bông trang mà thôi. Vậy mà sáng nay, mẹ lại bảo Phước đi chợ mua bông, nhưng đặc biệt không có bông trang. Đây là điều mà Phước rất lấy làm lạ. Vì hôm nay ngày rằm, bà trang hoàng nơi điện Phật thật trang nghiêm. Bà bảo Phước giúp bà tắm rửa thay bộ đồ mới mà Phước đã lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ, mặc ngoài áo tràng lam và đỡ bà dậy lễ Phật. Phước hỏi, mọi khi mẹ chỉ thích cúng Phật bông trang thôi mà, sao hôm nay lại? Bà nhìn Phước xoa đầu nở một nụ cười hiền lành, bao dung. Cái gì cũng phải thay đổi, lâu lâu mẹ cũng thay đổi sở thích chứ. Bà xoa đầu Phước và trao cho một gói tiền được xếp cẩn thận. Đây là tiền mẹ lãnh hưu non một lần, còn giữ mà lo cho hai đứa em trong những năm cuối đại học. Phước nói, thì mẹ cất đi. Mẹ bệnh trầm kha, còn làm được gì, còn giữ mà chi tiêu trong gia đình.
con mới đi làm lương được bao nhiêu. Con lớn rồi, có thể quán xuyến gia đình thay mẹ. Mẹ dành thời gian nghỉ ngơi con à. Phước nhìn làn môi trắng nhợt nhạt của mẹ, như thầm mách bảo cô một điều gì đó chẳng lành, mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Phước nhận tiền từ đôi tay run run của mẹ. Bà bảo kêu hai đứa em con dậy. Cả ba chị em ngồi xung quanh. Bà dặn dò vài câu rồi ra hiệu cho Phước mở máy niệm Phật. Bà cầm sâu chuỗi lần theo nhịp điệu, rồi chậm dần và dừng hẳn. Út Thọ thét lên. Mẹ không còn thở nữa chị hai ơi. Ba đứa con gào khóc trong sự ra đi nhẹ nhàng, thanh thản trong câu niệm Phật của mẹ. Lúc khâm liệm mẹ, Phước gom góp tất cả đồ đạc, chỉ dõn dẹn ba bộ đồ ngã màu, một cái mền cũ kỹ, một cái gối thêu đôi chim uyên ương thâm đen, đôi dép lào mỏng dánh. Phước cố tìm, lục tung mọi nơi, không còn gì khác cả. Phước nghe như ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng ngực mình. Trong khi ba chị em, tủ đựng quần áo không có chỗ treo, dép màu này, màu nọ. Đêm nay, Phước thức trắng đêm, một đêm sau cùng bên mẹ. Để mai này đưa mẹ đến lò thiêu, vĩnh viễn không còn dịp nào ở bên mẹ nữa rồi. Cô bật khóc nghẹn ngào, dường như cô hiểu ra một điều gì đó. Bất thần, cô lấy tay vỗ vào thành quan tài trong tiếng nấc. Mẹ ơi, mẹ của con. Cầm mấy chục triệu đồng lương hưu non của mẹ, Phước run run nghẹn ngào. Hai đứa em giật mình thức dậy ngơ ngác. Lộc, Thọ, hai em có biết không? Lương công nhân của mẹ chưa đầy 3 triệu một tháng. Vậy mà mẹ đã nuôi ba chị em mình vào được đại học. Thời buổi vật giá leo thang như bây giờ, tiền ăn sáng, ăn tối của ba chị em hơn 1 triệu. Tiền sách vở, tiền học phí, gần 3 triệu làm sao mẹ xoay sở. Mẹ phải làm ca ba, làm thêm cả ngày chủ nhật. Chị em mình xin hết tiền này đến tiền nọ, nào quỹ lớp, bảo lục, đi chơi, vài 3 triệu đồng. Mẹ ơi, mẹ, con đã hiểu tại sao cả đời mẹ đến nơi tôn kính nhất như bàn thờ Phật mà mẹ chỉ thích cúng mỗi bông trang tự tay mẹ trồng. Tại sao mẹ chỉ thích nằm chiếc gối cũ thâm đen với đôi chim uyên ương ngày cưới? Tại sao mẹ chỉ thích mỗi một chiếc mền đắp hơn 20 năm của cha để lại? Tại sao mẹ chỉ thích mang đôi dép lào mòn như lưỡi lam? Tại sao mẹ chỉ thích mặc mấy bộ đồ đã sờn dai của ba mua tặng mẹ lúc trước? Tại sao mẹ thích ăn chay, rau muống chấm nước tương? Chiếc quan tài nhỏ xíu được hội từ thiện tặng mà vẫn quá lớn so với thân mẹ. Tất cả vật dụng gom hết để vào vẫn còn rộng. Mẹ ơi! Con hiểu rồi. Trước đây con những tưởng sở thích của mẹ lạ lùng như thế. Nhưng không phải vậy mẹ ơi. Chỉ duy nhất một sở thích mà mẹ thay đổi trước khi chết là cúng những đóa hoa dương giả đắt tiền trên bàn Phật. Trời oi bức của đêm hè mà sao lòng ba người trẻ cảm thấy lạnh quá chừng. Không biết họ sống ra sao đây trong những ngày không mẹ. Phước nghẹn ngào trong tiếng khóc. Mẹ ơi! Cả đời mẹ chỉ biết lo cho các con. Đến lúc các con đã trưởng thành thì mẹ đã kiệt sức tàn hơi. Phải chi mẹ cố sống bên chúng con sẽ mua tặng mẹ đôi dép mới. Thằng Lộc, Út Thọ sẽ lấy tháng lương đầu tiên mua tặng mẹ cái mền, chiếc gối mới toanh và vài bộ đồ mà mẹ chỉ dám nghĩ trong ký ức. Con sẽ mua tặng mẹ chiếc xe đạp điện để mẹ đỡ vất vả bên chiếc xe đạp cà tàng, xúc sên, mòn líp. Những ngày rằm 30, con sẽ mua thật nhiều bông đẹp để mẹ trang hoàng trên điện Phật. Lúc đó rảnh rỗi, mẹ sẽ thực hiện ước mơ ngàn đời của mẹ là được một lần đến chùa Hoằng Pháp dự khóa tu Phật thất, hay chí ít
là tu một ngày chủ nhật. Những ước mơ bình dị như vậy cũng đã quá xa xỉ với mẹ. Mẹ ơi! Trên di ảnh, gương mặt vẫn vẻ u buồn của bà mẹ, nửa trẻ nửa già, qua làn khói hương mờ nhạt. Chắc giờ này ở Tây Phương Cực Lạc, bà nở nụ cười mãn nguyện trong những cánh sen dưới chân Đức Phật Di Đà. Vì biết các con bà đã hiểu ra tại sao bà có những sở thích lạ lùng. Mẹ tôi. Mẹ tôi vất vả tháng ngày, nuôi con khôn lớn không nài gian nan. Mẹ tôi chẳng gấm lụa vàng, tay chai chân đất vì đàn con yêu. Nên, ai có mẹ đừng làm cho mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không. Nếu một mai cài ngược đóa hoa hồng trắng đời con trong núi tiếc. Mẹ là người gần gũi và hy sinh cho con nhiều nhất, đôi khi không màng đến sinh mạng của mình, miễn sao con được an toàn, con được ấm no. Dù phải gian lao đến đâu, dù phải chịu đựng đến đâu, mẹ cũng cam lòng. Pierre Tèo. Thầy nhớ khi thầy học năm 2, năm 3 gì đó ở trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Một đêm nọ khoảng 9 giờ tối, có một người bạn dưới quê lên thăm và rủ thầy đi ăn hủ tiếu Nam Giang ở một quán dĩa hè trên đường Lý Thường Kiệt. Quán khách ra vào tấp nập, thầy thấy ở một gốc cây ven đường có hai đứa bé trai, quần áo dơ bẩn, mặt mày lem luốc. Đứa lớn khoảng 7 tuổi, có vẻ dạng dĩ, đứa nhỏ 4-5 tuổi, nhỏ xíu, tỏ ra nhút nhát hơn. Chúng đang cầm cái lon, cái bọc gì đó, đứng lấp ló ở gốc cây nơi gần bàn ăn của một đôi nam nữ. Khi thấy đôi nam nữ tính tiền xong, vừa đứng lên là chúng chạy tới, xớt liền phần ăn thừa của hai tô hủ tiếu đổ vào cái lon và hai ly trà đá uống dở vào trong cái bọc. Lúc đó cô chạy bàn chạy đến quát tháo đuổi chúng đi. Chúng lại chạy ra gốc cây lấp ló rình mò. Thầy lấy làm lạ nên để ý theo dõi. Hai đứa đợi một ông khách sang trọng vừa ăn xong đứng lên, chúng lại chạy ào vào. Lúc này chúng không xớt hủ tiếu thừa nữa, mà nhanh như cắt, đứa lớn cầm tô cho đứa em húp một hơi, rồi nó cầm húp lấy húp để, chớp một cái sạch dao. Đứa em lấy ly trà đá còn dư uống cái ực, rồi đưa cho anh nó một cách khẩn trương. Cô phụ việc chạy đến cầm mấy chiếc đũa định rượt đánh hai đứa nhỏ. Thầy ngăn lại hỏi, chuyện gì vậy cô? Cô phụ việc cầu có nói, mấy cái thằng bụi đời dơ giấy, đến đây ăn đồ thừa kiểu này ma nào dám tới ăn nữa. Thầy ra hiệu cô thôi đi. Thầy nói, này cô mang cho tôi hai tô hủ tiếu đặc biệt có trứng gà nhé. Cô phụ việc miễn cưỡng làm theo. Thầy quay sang hai đứa nhỏ rụt rè sợ sệt, lấp ló bên gốc cây dầu, giọng trìu mến. Này hai cưng, vào bàn ăn đi, bữa nay anh đãi, đừng sợ không tiền trả. Cả hai đứa ái ngại, dò xét, chắc trong bụng chúng nghĩ, trên đời này có người nào lại tốt vậy sao? Nhưng với thiện ý và lời lẽ nhẹ nhàng của thầy khiến hai đứa bé an tâm. Thầy lấy tay đẩy nhẹ chúng ngồi vào bàn khuất nơi gần gốc cây. Hai tô hủ tiếu nóng hổi, nghi ngút khói dọn lên. Thầy bảo, hai đứa tự nhiên ăn đi. Hai đứa nhìn thầy có vẻ ngại. Thầy thấy vậy để chúng tự nhiên và trở lại bàn giả vờ ăn tiếp, nhưng để ý theo dõi. Chúng không ăn liền và ra ám hiệu gì với nhau. Đứa nhỏ chạy ra gốc cây lấy cái lon và cái bọc vào. Quan sát không thấy ai để ý, nhanh như cắt chui ngang gầm bàn, mở cái bọc ra cho anh nó đổ hết tô hủ tiếu vào, xong chui về chỗ ngồi. Đứa lớn lấy cái lon mở nắp đổ hết phần thức ăn sớt từ chiều vào tô và đổ hủ tiếu từ bọc vào lon. Xong, hai đứa quan sát không thấy ai để ý, chúng giả bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ngồi trang nghiêm đường hoàng, nhặt nhạnh từng lá rau đến sờ cả cuốn bỏ vào tô, không quên nêm tương, cà, sa tế. Đứa lớn có phần kín đáo hơn,
đứa nhỏ thì cắm đầu vào anh cong cả cổ. Nước mắt, nước mũi, mồ hôi nhễ nhại, lâu lâu nó hít mũi cái rột. Nó ăn như chưa bao giờ được ăn. Ăn xong, đứa bé uống một hơi ừng ực sạch trơn ly trà đá. Còn đứa lớn thì uống nước trong bọc và đổ ly trà đá vào bọc. Chúng lẳng lặng ra về. Lúc đó, thầy mới đi theo sau lưng. Chúng giật mình. Thằng lớn lấy cái lon và bọc trà đá giấu phía sau lưng, dường như sợ thầy lấy lại. Thầy ôn tồn hỏi, sao mấy đứa không ăn hết mà mang về làm gì? Thấy hai đứa ấp a ấp úng không nói nên lời, thầy hỏi lần nữa, có việc gì khó nói à? Thằng lớn cúi đầu xuống khóc thút thích như đè nén từ lâu. Nó vừa khóc vừa nói, con mang về cho mẹ. Thầy ôn tồn bảo, mẹ bị làm sao? Mẹ con bệnh mấy ngày không ăn gì. Nói rõ xem nào, mẹ đang ở đâu? Nó chỉ tay về góc phố và hướng dẫn thầy đến đó. Ở một góc đường gần ngã tư vắng vẻ, bóng đèn bạc lại từ xa, nửa tối nửa sáng. Gần đó có mấy quán bia bán bên lề đường, một mùi hôi của nước tiểu bốc lên nồng nặc. Cách đó không xa, một dãy xe đựng rác tập kết bốc mùi khó chịu. Thằng lớn chỉ tay cạnh bức tường rào dưới một cái bao đựng gạo cắt ra che bên trên. Một người đang nằm co ro có vẻ mệt nhọc. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, người đàn bà chưa đầy 30 tuổi, tóc rối, ốm yếu, xanh xao, cặp mắt sâu thẳm có quầng do mất ngủ. Người đàn bà nhìn thầy vẻ ái ngại. Thầy hỏi, chị bị bệnh à, có thuốc men gì chưa? Cô ta lắc đầu, cúi xuống. Qua trao đổi, mới biết cô và hai cháu đang ở lang thang không nhà cửa. Sau đó, thầy giúp cô về Bình Phước, quê ngoại của hai đứa bé. Cô còn người mẹ già đang sống với gia đình người em trai cũng nghèo lắm. Cô cứ bệnh hoạn hoài, xem ra không thể nuôi nổi hai đứa con, nên cô quyết định cho bớt một đứa nhỏ. Có người mai mối, hai vợ chồng ông người Pháp xin con nuôi. Thủ tục đã xong, buổi chiều chia tay cũng đến. Tí và Tèo, tên hai anh em, theo mẹ về Bình Phước ở cạnh nhà ngoại có căn chòi của chủ đất giữ vườn, rồi họ về thành phố, nên ba mẹ con ở tạm. Có cháo ăn cháo, có rau ăn rau. Ngày ngày, mẹ phải gánh rau ra chợ bán kiếm tiền. Tí và Tèo cũng ra giúp mẹ lựa rau sâu. Những tưởng gia đình hạnh phúc. Bất ngờ vào tối hôm đó sau buổi ăn, mẹ kêu Tèo và Tí đến vuốt ve hai con. Mẹ nói, hai đứa có thương mẹ không? Dạ thương, hai đứa nũng nịu. Thương thì phải nghe lời mẹ dạy. Dạ. Ba con mất sớm, mẹ bệnh hoài. Mẹ muốn các con sống đầy đủ và có ăn học như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ không thể nuôi hai con. Có hai vợ chồng ông người Pháp đàng hoàng lắm, muốn xin con nuôi. Mẹ dự định cho Tèo đi theo vợ chồng ông ấy. Sáng mai người ta đến. Quá bất ngờ trước quyết định của mẹ, Tí và Tèo ngỡ ngàng. Tèo la lên, con không chịu đâu, con sống với mẹ. Ờ thì sống với mẹ. Bà mẹ nén nỗi xúc cảm. Đêm hôm đó cả ba mẹ con không ai ngủ. Mỗi người đều có một dòng suy tư. Riêng Tèo nó linh cảm một cái gì đó. Sáng sớm thấy hai vợ chồng ông Tây to đùng và mấy người đến nhà, Tèo nấp vào kẹt lu đựng nước. Qua trao đổi với người phụ nữ xong, một thanh niên bước đến dẫn Tèo ra. Nó không chịu cố bám vào thành lu kêu lên, mẹ, mẹ, mẹ đừng cho con, mẹ ơi. Người đàn bà nói trong nước mắt, ở với mẹ con lấy gì mà ăn? Con ăn gì cũng được, con uống nước cũng được, mẹ đừng cho con sợ lắm. Thấy mẹ nó ngồi bệt xuống đất, tay nắm chặt vạt áo, nước mắt chảy ràn rụa, có vẻ không ăn thua. Nó quay qua kêu, anh hai cứu em. Lúc này Tí không biết gì nữa, nó cứ ôm ghì lấy gốc cột mà khóc. Trong lúc anh thanh niên bế thóc Tèo lên,
Bà người Pháp đi theo vuốt ve. Nó giãy giụa nhưng vô hiệu. Nó không biết tại sao mẹ nó lại đem nó cho một người xa lạ. Không hiểu sao anh nó lại không binh vực nó. Khác với những ngày lang thang, có hôm anh nó dám rượt lũ chó khốn kiếp mà anh nó rất sợ để bảo vệ nó. Có lần anh nó dám xông vào đánh cái thằng to con ăn hiếp nó, để rồi anh nó bị người ta đánh sưng cả mặt. Anh nó từng nhường cho nó húp trước những tô phở thừa, còn cặn lại mới húp sau. Vậy mà hôm nay cả mẹ và anh nó không còn thương nó nữa rồi. Nó sinh tâm trách hờn, oán giận mẹ và anh nó. Ôm lòng hờn trách đó mà mười mấy năm nay nó chưa một lần viết thơ từ hỏi thăm mẹ và anh nó. Cho đến một ngày nó tốt nghiệp trường trung học ở Pháp, cha và mẹ nuôi nó bảo về Việt Nam thăm gia đình, nó mới miễn cưỡng đi về với cái tên Pierre Tèo. Khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, nó không có một chút cảm giác gì thân thiện cả. Vì nơi đây, mảnh đất này đã từ chối nó, thì không lý do gì nó yêu quý cả. Lần theo địa chỉ với vốn tiếng Việt ít ỏi, nó cũng tìm ra nơi chốn xưa. Nó nghĩ mẹ và anh nó sẽ ngỡ ngàng khi thấy nó, một chàng thanh niên trắng trẻo, đẹp trai trở về từ một nước văn minh. Ngôi nhà ngày xưa đã không còn nữa, dấu vết thời gian như phủ kín rêu phong. Nó lần dò đến nhà ngoại, cậu nó đi vắng, mợ nó đã trao cho nó một gói quà to to, bảo của mẹ nó gửi cho nó làm kỷ niệm. Nó mở quà ra, là một tấm hình ép gỗ, hai vợ chồng và hai đứa con. Nhìn người đàn bà, nó nhận ngay ra là mẹ nó, và nó cũng nhận ra anh hai. Một thoáng trong ký ức, đây chắc là cha mình, đây là anh mình đây. Một cái hộp trang trọng, nó mở ra xem, thấy bức thơ được viết chữ nắng nót. Tiếc thay nó không biết đọc chữ Việt, nó nhờ một người khác đọc xem nội dung ra sao. Nó chờ đợi. Một người con gái của cậu giúp nó làm việc đó. Tèo, con yêu quý của mẹ. Nó biểu môi, yêu mà cho người ta. Khi con nhận được bức thư này, chắc mẹ và anh con không còn trên đời này nữa. Nhưng trong thế giới bên kia, mẹ vẫn dõi theo con từng giờ từng phút. Nó giật mình, ngỡ ngàng không hiểu gì cả, bán tín bán nghi. Con biết không, ba con và mẹ gặp nhau ở một công trường xây dựng rồi lấy nhau. Hai con lần lượt chào đời. Tuy gia cảnh nghèo, vất vả, phải ở nương nhờ nhà nội chật chội trong thành phố mà vẫn vui. Cha con bị người ta rủ rê chích ma túy nên bị nhiễm HIV khi nào không biết. Nhưng khi cưới mẹ là cha đã cai và quyết làm lại từ đầu. Nhưng số phận nghiệt ngã, con virus đó đã lây sang mẹ và anh hai của con. Nhưng con may mắn không nhiễm. Sau khi cha con qua đời, gia đình nội con sợ bị mẹ con mình lây bệnh nên đuổi chúng ta ra khỏi nhà. Đó là lúc gia đình mình ở ngoài vỉa hè, mẹ đi bán vé số, đến lúc hết vốn phải đi lượm bọc ni lông và lon bia sống qua ngày. Hai con phải đi xớt thức ăn thừa của người ta trong những ngày mẹ ốm đau không có tiền. Sau đó mẹ con ta về quê ngoại tá túc. Bệnh mẹ càng ngày càng trầm trọng. Thứ nhất, mẹ sợ lây sang con. Thứ hai, mẹ sợ không thể chăm sóc con đến lớn. Nên mẹ đành đứt ruột mà cho con sang Pháp để con có tương lai hơn. Tèo bàng hoàng, đầu nó cảm thấy choáng váng. Hằng đêm, mẹ cầu trời Phật cho con được bình an. Anh hai con cũng chung số phận với mẹ. Tội nghiệp, nó còn quá nhỏ, không được học hành, nghèo túng, thiếu thốn, bệnh tật. Ước nguyện sau cùng là mẹ xin con tha thứ cho mẹ. Nếu mai này con có về Việt Nam, hãy vào chùa, mang hũ cốt cha, mẹ và anh hai của con ra sông Sài Gòn đổ xuống, để cha mẹ và thằng Tí thanh thản ra đi. Chúc con an lành
và hạnh phúc. Mẹ yêu con, Tèo nhỏ xíu của mẹ. Lúc này Pierre Tèo không còn đủ sức gượng dậy. Cơ thể hơn 70kg của nó đổ sụp xuống như một cây to bị một làn gió lớn quật ngã. Nó nghẹn ngào khóc không nên lời. Lần đầu tiên nó khóc bằng tiếng Việt. Với cái giọng ấm ấm, thương thương, cứ mỗi buổi chiều mẹ nó gánh hàng về tới bờ hè là gọi mẹ. Cũng cái giọng đó đã xé tan lòng mẹ khi nó kêu nài lúc bị người khác bắt mang đi. Thứ tiếng thân yêu mà nó đã từng nghe qua trong giai điệu mẹ nó hát ru khi nó còn bé xíu. Ầu ơ gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ vừa năm. Con đi cách trở xa xăm, quê hương mẹ đợi, ầu ơ, bao năm con chưa về. Ôi, câu hát ru của mẹ, sao ngọt ngào như dòng nước Cửu Long, thân thương như cánh đồng lúa chín, hiền hòa như làn điệu dân ca. Giờ đây, nó cảm thấy, dẫu ở bên nước Pháp xa xôi, tháp Eiffel có cao to hùng vĩ vẫn không cao bằng tượng đài của mẹ nó hóa thân. Dẫu dòng sông Seine thơ mộng đến đâu cũng không đẹp bằng tình nghĩa anh em. Bất giác, Pierre Tèo thốt lên mấy lời bằng tiếng Việt mà nó đã quên từ lâu. Tiếng nó phát âm còn chuẩn hơn khi nó hát một bài ca tiếng Pháp. Mẹ ơi! Anh hai ơi! Nó theo điệu lệ rơi thấm đá, chiều về quê hương thiết tha, dáng mẹ mỏi mòn trong con nơi đất xa. Quê hương ơi còn đó bóng cha hiền, tuổi thơ anh em con bôn ba đi kiếm tiền, trần gian lắm ưu phiền triền miên. Ngày con trở lại cố hương, ôi còn đâu bóng dáng mẹ yêu thương. Mẹ ơi con lỡ lầm đường, anh hai ơi sao lắm đoạn trường, để tơ lòng vẫn vương. Ánh nắng chiếu le lói qua ô cửa sổ, tôi ngồi dậy một cách nặng nề, mệt nhọc, vì tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật quan trọng nhất trong đời. Người ta đã thay cho tôi một quả thận mới. Nó đã bắt đầu hoạt động, xu hướng hết sức khả quan. Món quà sinh nhật. Tay chân và cả người tôi nhẹ nhàng ra, xoay trở cũng thoải mái hơn trước. Tôi thử ấn mạnh vào da rồi buông ra, vết khuyết vào dường như không còn. Như vậy có nghĩa là tôi đã hết phù, thận đã hoạt động tốt trở lại. Tuy vết mổ còn rất đau, nhưng tôi mừng thầm vì cơ hội sống của tôi đã đến. Tôi có thể học tiếp đại học sư phạm, ngành mà tôi đã ước mơ từ nhỏ. Trên chiếc bàn đặt ở cạnh đầu giường của phòng hậu phẫu, gói quà nhỏ xíu, xinh xắn, được gói cẩn thận, hoa hồng màu đỏ thắm và chiếc nơ vàng rực rỡ. Tôi thấp thỏm chờ đợi mở món quà sinh nhật của mẹ tôi. Vì hôm nay đúng là ngày sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Tuy không dư giả gì lắm, nhưng năm nào mẹ tôi cũng tặng tôi những món quà mà tôi yêu thích nhất, có những món rất đắt tiền. Mẹ tôi phải nhịn cả ăn sáng để dành tiền bỏ ống heo. Tôi biết được điều đó nên tôi càng thương yêu mẹ hơn. Nhưng tôi không đời nào lại muốn mẹ tôi phải vì món quà sinh nhật làm cho tôi vui lòng mà lại chịu khổ như vậy. Nhìn dáng mẹ hao gầy, già trước tuổi, lòng tôi như se lại. Tôi nói, mẹ đừng tặng con quà sinh nhật nữa, để dành tiền chăm lo sức khỏe cho mẹ. Món quà lớn nhất của con là có mẹ bên cạnh. Bà xoa đầu tôi như truyền tất cả sự yêu thương và hy vọng sang tôi. Từ ngày cha tôi mất với căn bệnh ung thư phổi quái ác, mẹ tôi dường như già đi. Có người bảo, cha tôi do hít phải bụi phấn nhiều quá nên sinh bệnh. Mà họ nói cũng có thể lắm chứ. Một tuần 20 tiết trên lớp và vô số tiết dạy ngoài giờ,
Có hôm bà tôi dạy cả 3 ca 12 tiết. Ông không nài khổ khó, mong sao kiếm những đồng tiền chân chính từ mồ hôi và nước mắt của mình. Vậy mà sau một thời gian dài tích lũy, đã mua được căn hộ chung cư. Không còn cảnh sống thuê phòng trong khu lao động nghèo nữa. Ông hay sốt nhẹ vào buổi chiều và ớn lạnh cho dù trời nắng, nhưng ông cố lướt. Ỷ vào sức trẻ có thể hàng phục bệnh tật, chỉ đi khám bệnh qua loa ở cơ sở y tế phường với sổ bảo hiểm y tế. Tôi biết, thâm tâm bà tôi rất sợ đi khám ở trung tâm lớn. Ông sợ lòi ra bệnh gì thì khốn. Không phải là ông sợ chết, mà ông sợ phải tốn tiền, sợ người vợ trẻ phải chạy đôn chạy đáo lo cho chồng, sợ con gái rượu phải thiếu thốn, vì mẹ tôi đã khổ quá nhiều rồi. Lúc ba mẹ tôi yêu nhau thời sinh viên, gia đình ông bà ngoại tôi không đồng ý, chỉ vì ba tôi nghèo, không đất đai cắm dùi. Ông bà sợ con gái mình phải khổ khi ưng cái thằng giáo viên quèn, chẳng có thứ tài sản gì ngoài cái mã bên ngoài làm say lòng các cô nàng mơ mộng. Ông bà tôi nói, nếu còn cãi lời cha mẹ ưng nó thì cha mẹ không can ngăn nữa, nhưng sau này có khổ gì thì ráng chịu, cha mẹ không có trách nhiệm. Mẹ tôi vì tình yêu mà theo ba tôi, chấp nhận đám cưới sơ sài, dân quê gọi là lễ tuyên bố. Hai người nắm tay lên thành phố lập nghiệp, cũng may được nhận vào dạy ở một trường dân lập mới mở cửa. Càng ngày sức khỏe ba tôi càng yếu dần, ho ra ít máu tươi. Mẹ tôi hoảng quá đưa ba tôi đi viện, mới phát hiện ông bị ung thư phổi giai đoạn di căn. Không bao lâu, ba tôi qua đời. Tất cả các gánh nặng đều đè lên vai mẹ. Mẹ sống vì tôi, không màng đến những người đàn ông xung quanh, không ít lần bóng gió xa gần. Mấy năm nay tôi cứ bệnh liên miên. Bác sĩ kết luận bị hội chứng thận hư. Người tôi mỏi mệt, rũ rượi như ma nhập, mình mẩy căng tròn lên. Bác sĩ yêu cầu phải chạy thận và họ đề nghị phải phẫu thuật ghép thận, nếu không tôi không thể kéo dài mạng sống lâu hơn. Mẹ tôi với đồng lương giáo viên khiêm tốn còn phải lo cho tôi ăn học. Bảo hiểm y tế không thể chi trả ca phẫu thuật lớn như vậy. Nếu đi ghép thận ở Trung Quốc, trọn gói cũng khoảng trên 400 triệu đồng. Điều kiện nhà tôi thì không thể. Mẹ tôi hết sức đau khổ khi nhìn thấy con gái sức khỏe mỗi ngày mỗi tệ đi. Tôi thấy mẹ tôi gầy đi rất nhiều vì phải dạy thêm giờ, nhận làm gia sư cho mấy đứa nhỏ. Tôi rất xót xa, nhưng không còn cách nào hơn được. Tôi yêu mẹ, không muốn cho mẹ phải vất vả vì tôi. Tôi quyết tâm học thật giỏi, sau này thành đạt để khỏi phụ công của mẹ đã hy sinh quá nhiều cho tôi, mà lẽ ra mẹ phải hưởng những gì cuộc đời ban cho mỗi con người. Nhưng cơn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả ước mơ của tôi. Hễ nghe ở đâu có ai trị bệnh hay là tôi mò đến, hết thuốc bắc rồi thuốc nam, kể cả trị bằng nhân điện tôi đều thử, nhưng vô vọng. Bác sĩ bảo thận đã bị hư, không còn cách nào khác. Một hôm, mẹ tôi bảo có tổ chức từ thiện nước ngoài đứng ra tài trợ cho tôi phẫu thuật ghép thận. Tôi rất mừng, nhưng lại lo lắng, vì tôi sợ phải mổ. Nghĩ đến phải chịu đau đớn là tôi muốn thối lui. Mẹ an ủi dỗ về. Mẹ nói, con cố gắng chịu đau một chút, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Tương lai đang chờ con phía trước. Phẫu thuật xong là đến ngày sinh nhật con, mẹ sẽ tặng con một món quà. Cố lên đi con yêu của mẹ. Tôi nũng nịu, nhưng không phải từ tiền mẹ nhịn ăn sáng đâu nha. Mẹ tôi mỉm cười, xoa đầu dỗ an. Sự thật, có mẹ ở bên tôi cũng rất an tâm. Lịch phẫu thuật đã được ấn định. Ca phẫu thuật có sự hỗ trợ của các bác sĩ chuyên viên nước ngoài của Tổ chức Thầy Thuốc Không Biên Giới. Họ giúp các bác sĩ chúng ta phẫu thuật những ca ghép tạng mới mẻ như ghép thận, gan, giác mạc, tim. Tôi nằm trên chiếc ghế phòng mổ, được phủ lên người mảnh vải trắng. Tất cả đã sẵn sàng, chùm đèn bật sáng. Cô y tá tiêm cho tôi mũi thuốc. Bác sĩ đứng bên cạnh hỏi tôi mấy tuổi,
học trường nào, có người yêu chưa? Tôi trả lời được hai câu, thấy buồn ngủ lắm, và tôi nhắm mắt ngủ luôn, không còn biết gì nữa. Tôi mơ thấy tôi khỏi hẳn bệnh, không cần phẫu thuật. Có ông tiên trong truyện cổ tích đến cho tôi 5 viên thuốc, 5 màu khác nhau. Tôi uống vào, nghe người khỏe hẳn. Tôi tiếp tục đi học năm thứ 2 của trường đại học. Sinh nhật tôi được mẹ tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Thứ nhất, mừng tôi vừa tròn 20 tuổi. Thứ hai, ăn mừng tôi khỏi bệnh. Chiếc bánh bông kem 3 tầng to đùng, có chữ đỏ, viết theo lối thư pháp. 20 ngọn nến cắm xung quanh. Tất cả bạn bè tôi xưa nay đều đến chúc mừng đông đủ. Ôi, những món quà dễ thương làm sao, từ búp bê cho đến các thứ đồ chơi tôi thích. Chiếc nhẫn ngọc trai nuôi ở đầm sen, sợi dây chuyền vàng trắng xinh xinh, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, xe Spacey màu huyết, đặc biệt là chiếc máy tính laptop hiệu IBM tôi hằng mơ ước, nay trở thành hiện thực. Tôi lộng lẫy trong chiếc đầm trắng phao như nữ hoàng Anh. Mẹ tôi hôn tôi, hãnh diện với nhan sắc con gái, mang mát hình bóng người chồng. 1, 2, 3. Tôi thổi một hơi dài, tắt tất cả các ngọn nến. Căn phòng trở nên tối đen, tôi không nhìn thấy ai nữa. Khi tôi mở mắt ra, thấy thân thể nặng nề, hơi đau. Định thần nhận ra mình đang nằm ở phòng hậu phẫu, không ai được vào, chỉ có mấy cô y tá chăm sóc. Tôi đợi hàng giờ, không thấy ai đến mừng sinh nhật tôi. Chỉ có mấy cô y tá đến tiêm thuốc và trực vô nước biển. Tôi hỏi, chị ơi, phòng này có cho bạn em vào thăm được không? Mỉm cười, không em ơi, đợi khi em khỏe, bác sĩ cho ra phòng ngoài thì có thể. À, mà em có quà sinh nhật nè. Cô y tá lấy gói quà đưa tôi. Bên ngoài có dòng chữ viết nắng nót. Chúc mừng sinh nhật con. Mong con khỏe mạnh, chống bình phục. Mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi mở gói quà ra xem. Ồ, chiếc nhẫn vàng xinh xinh. Trên có viên ngọc trai hồng mà tôi rất thích. Năm trước đi chơi ở đầm sen, tôi nhìn thấy thích chiếc nhẫn này mà không đủ tiền mua, đến 450.000. Tôi về kể cho mẹ nghe, mẹ không nói gì. Một năm trôi qua, vậy mà mẹ tôi vẫn nhớ. Tôi lấy đeo vào tay thật vừa vặn. Tôi rất thích, như quên đi cảm giác đau đớn. Tôi nói thầm, con yêu mẹ, mẹ ơi. Tôi đợi hoài không thấy mẹ tôi vào thăm. Chắc có lẽ phòng hậu phẫu này người nhà không được vào thăm hay sao ấy. Các người vào thăm tôi không biết họ là người nhà hay bác sĩ, vì họ toàn mặc áo blue trắng cả. Tôi mong gặp mẹ để cảm ơn món quà sinh nhật mà mẹ đã tặng tôi. Tôi hỏi cô y tá hơi lớn tuổi, cô ơi, bao giờ con được ra phòng ngoài hả cô? Cô y tá nhìn tôi thông cảm trả lời, khi nào có người nuôi bệnh đến nhận, chắc chiều hoặc mai thôi cháu à. Thế còn mẹ cháu đâu? Tôi thắc mắc. Mẹ cháu nhờ bạn đồng nghiệp nào đó nuôi cháu, họ hứa chiều nay mới vào. Nhưng một mình mẹ cháu cũng có thể chăm sóc cho cháu mà. Cô y tá trố mắt nhìn tôi, tỏ vẻ như ngạc nhiên. Cháu không hiểu à, mẹ cháu đang nằm ở khu hồi sức bên kia. Tôi giật mình hỏi lắp bắp. Mẹ cháu bị làm sao vậy cô? Thì mẹ cháu phải phẫu thuật mới lấy được một quả thận thay cho cháu chứ. Tôi bàng hoàng. Trời ơi, tim tôi như nghẹn lại, nước mắt ở đâu cứ tuôn ra. Thì ra, món quà sinh nhật mà mẹ tặng tôi lúc tròn 20 tuổi không phải là chiếc nhẫn, mà là quả thận của mẹ tôi. Tình cha. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Một nửa lá gan. Mary vừa tốt nghiệp đại học xong, cô lập tức gia nhập vào đội ngũ thầy thuốc không biên giới. Cô học chuyên khoa phẫu thuật ghép tạng. Đây là nghề cô mơ ước hay là nghiệp cô phải mang, cô không biết nữa. Rời đất nước Thụy Điển, cô sang Việt Nam trong một chương trình nhân đạo. Đối với các nước Tây Âu, việc ghép tạng là chuyện thường nhật. Người có nhu cầu cần những bộ phận để ghép như thận, gan,
tim, giác mạc thì nhiều, nhưng các bộ phận để ghép thì rất hiếm, chủ yếu lấy từ các ca tử vong. Gần đây cũng có rất nhiều trường hợp mô tạng từ người còn sống, họ cần tiền, người ghép cần bộ phận. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và liên quan đến đạo đức. Chưa có một bộ luật cụ thể nào quy định rõ ràng về vấn đề này. Chỉ thuận mua vừa bán, chủ yếu họ thực hiện lén lút. Cha của Mary là một công nhân. Khi cô học cấp 2 thì bệnh gan của cô trở nên trầm trọng, gan không còn chức năng hoạt động tốt nữa. Bác sĩ đề nghị phải phẫu thuật ghép gan. Nếu kéo dài lâu sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Việc tìm lá gan để ghép đã là khó, giả lại chi phí mua và ghép quá lớn, lên đến 250.000 đô la Mỹ. Cha cô không thể nào ngồi nhìn con mình càng ngày càng yếu dần đi, nước da xanh tái. Cuối cùng, ông đã đề nghị bác sĩ tiến hành phẫu thuật ghép gan cho con gái mình. Bác sĩ khuyên ông tuổi cao có rất nhiều rủi ro khi phải cắt một phần gan của ông. Nhưng ông khăng khăng không nghe. Ông nghĩ đời ông đã sống nhiều rồi, còn con gái ông chỉ mới bấy nhiêu tuổi đời, nó phải có quyền được sống. Dù chết, ông cũng không hối hận. Ca phẫu thuật ghép gan lấy từ một nửa lá gan của cha cô ghép sang thành công tốt đẹp, đã cứu sống cô khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng niềm vui đối với cô bao nhiêu thì nỗi buồn còn lớn hơn thế. Cha cô bị nhiễm trùng, tuổi cao, sức đề kháng của ông kém. Bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông không qua khỏi. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông đã dặn dò Mary học cho thật tốt để trở thành một bác sĩ phẫu thuật ghép tạng thật giỏi, để cứu sống thật nhiều người, cứu cả hai, kể cả người cho và người ghép. Lời di ngôn sau cùng đó trở thành sức mạnh theo cô trên từng đoạn đường đời, giúp cô vượt qua muôn ngàn chông gai hiểm trở. Nó như lá bùa hộ mạng cô mang theo. Lần này đến Việt Nam, cô muốn chuyển giao tất cả kiến thức khoa học hiện đại của công nghệ y khoa, phẫu thuật ghép tạng. Một đất nước đang phát triển, ngành khoa học phẫu thuật ghép tạng còn mới mẻ. Rất nhiều người phải chết, lẽ ra họ có thể sống nếu được phẫu thuật ghép tạng. Mạnh nhìn con gái càng ngày càng ốm o, gầy mòn, da xanh tái đi. Dường như lá gan của cháu chỉ đeo vào cơ thể cho nặng thêm, chứ nó không còn chịu làm việc nữa. Cháu biếng ăn do không tiêu hóa tốt. Ban đầu ngỡ cháu bị đường ruột, hóa ra là gan bị tổn thương. Mọi cố gắng của anh trở nên vô vọng khi thấy bác sĩ chuyên khoa lắc đầu sau khi xem kết quả bệnh án của cháu. Cháu thường than đau hông bên phải, người cháu gầy, bụng to, thở hổn hển. Ánh mắt cháu thâm đen, sâu dời dợi, chứa nỗi buồn vô tận. Khi không được vui cùng bè bạn, không được cắp sách đến trường, không được tung tăng chạy nhảy. Ba ơi, ba dẫn con đi bác sĩ đi, con đau quá ba ơi. Hạnh nhìn ba như vang lơn, như cầu cứu, như con chim non bị trúng tên lảo đảo. Trong khi người cha bất lực vì mũi tên quá sâu, chỉ biết nhìn con nghẹn ngào mà thầm căm thù tên thợ săn tàn nhẫn. Cả nhà ai cũng thương Hạnh, đi khắp nơi dò hỏi xem có thầy nào hay, thuốc nam thuốc bắc nào tốt, vái giang, cúng kiến, nhân điện. Cuối cùng vẫn không có kết quả. Người mẹ chỉ biết nhìn con gái trong giọt nước mắt đầm đìa, chỉ biết ôm con vào lòng, truyền hơi ấm và tất cả sự thương yêu cho con an lòng. Anh Mạnh bàn với gia đình, anh sẽ cắt nửa lá gan mình ghép sang cho cháu. Cả nhà lo lắng vì xưa nay chưa nghe nói đến ghép gan bao giờ. Trồng cây có thể chiết ghép, nhưng con người liệu có được không? Với lại, người ta bị tổn thương gan thôi mà còn bệnh ra trò. Huống là cắt đi một nửa lá gan, liệu có sống nổi không? Không khéo cứu con không được mà cha lại... Điều mà cả gia đình lo nhất, anh là lao động chính trong nhà, lỡ anh có bề gì thì làm sao? Cha mẹ thì có một, con cái thì lúc nào sanh mà chả được. Nhưng anh nói, biết vậy, nhưng con người chỉ có một mạng mà thôi, ta có sanh thì cũng sanh đứa khác.
cháu có quyền được sống, được hưởng hạnh phúc làm người. Cháu sanh ra làm con trong gia đình thì cháu có duyên với chúng ta. Cả nhà hãy an tâm, đội ngũ bác sĩ tuy thực hiện ca ghép gan đầu tiên nhưng đã từng đi du học ở ngoại quốc. Hơn nữa, có các bác sĩ nước ngoài trực tiếp giám sát. Mạnh đã quyết định, không ai ngăn cản được anh và không ai có quyền ngăn cản khi người cha hy sinh cho con gái mình. Bệnh viện quân đội đang tiến hành các khâu chuẩn bị cho một ca ghép gan. Cháu Hạnh chưa đầy 10 tuổi là bệnh nhân, cha cháu là người chia nửa lá gan cho cháu. Đây là ca phẫu thuật ghép gan đầu tiên mà các bác sĩ Việt Nam thực hiện dưới sự tư vấn và giám sát của chuyên gia nước ngoài. Mary hết sức xúc động với tấm lòng của một người cha còn rất trẻ, chỉ trên 30 tuổi đời. Mary nghĩ tình cha con dẫu ở Tây Âu hay ở châu Á chẳng có gì khác nhau cả. Có khác chăng là thái độ của những đứa con đối với cha mình mà thôi. Như ở Mỹ, con có quyền gọi cảnh sát đến bắt cha khi cha nó lấy cây đánh vào mông dạy nó. Đó là vi phạm quyền trẻ em. Nhưng cha nó sẵn sàng cho nó nửa lá gan hay cả sinh mạng của mình. Đâu đó sẵn sàng, Mạnh nằm trên bàn mổ, không cần biết việc gì đang chờ đợi anh phía trước. Quy luật sinh tồn không thắng được bản năng làm cha. Mạnh nghĩ đến con gái lúc bình phục, được cấp sách đến trường, vui đùa cùng bè bạn, bao nhiêu sợ hãi tan biến. Bác sĩ gây mê hỏi anh vài câu, anh thấy hơi buồn ngủ, êm dịu, nhẹ nhàng, anh đi vào giấc ngủ mê man. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 12 giờ, bác sĩ tách một nửa lá gan của anh, là cơ quan to nhất của tạng ghép sang cháu bé. Phẫu thuật gan là ca phẫu thuật vô cùng phức tạp, nhất là khâu giá gan. Nó không chắc như cấu tạo thịt mà nó mềm nhũn, chỉ mạnh tay một chút là dở ra ngay. Phải cẩn thận trong mọi chi tiết, nhẹ nhàng, chính xác. Cuối cùng, các bác sĩ Việt Nam cũng đã thành công. Họ là những người thông minh, nhiệt tình và năng nổ. Mọi cố gắng của họ được đền đáp xứng đáng. Bước đầu, ca phẫu thuật đã được thành công. Điều lo lắng của bác sĩ sau phẫu thuật là sự đào thải của cơ thể khi vật lạ xâm nhập vào. Họ phải chích một loại thuốc để chống lại sự đào thải này. Cháu bé dần dần tỉnh lại, bình phục dần, các chỉ số kỹ thuật ổn định. Cháu đi cầu phân bắt đầu có màu vàng nhạt. Thế là gan hoạt động, nghĩa là ca phẫu thuật hoàn toàn thành công. Chỉ 3 ngày sau, Mạnh ngồi trên xe đẩy sang thăm con gái, khi vết thương anh còn đau nhói bên hông. Nhìn thấy cháu bé bình phục từng ngày rất nhanh, nhưng cha cháu thì ngược lại. Anh cố gắng đè nén cơn đau khi nhìn thấy con gái mình bình an vô sự. Anh nở một nụ cười nhẹ nhõm. Buổi sáng ban mai, ánh mặt trời chiếu qua sân bệnh viện vàng rực. Hai cha con họ làm thủ tục xuất viện. Hình ảnh của người cha đi nặng nề từng bước vì bên hông vẫn còn nhói đau. Bên đứa con gái yêu đã bình phục. Cháu đang vui đùa với con gấu bông. Chiếc xe taxi xa dần mút tầm mắt, chỉ còn để lại một vệt màu đen dài trên mặt đường. Mary đứng nhìn đến khi xe chở cha con họ mất hút trong bụi đường, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cô nhủ với lòng, cả cuộc đời này mình nguyện đem niềm vui đến cho toàn thể nhân loại. Cuộc sống này chính là cha mình ban cho. Cha không bao giờ chết, vì một nửa lá gan cha còn nằm trong lòng ngực mình kia mà. Cho dù là phương Tây hay phương Đông, cho dù sắc tộc màu da nào đi nữa, hễ trót làm cha, làm mẹ thì luôn có mẫu số chung là lòng hy sinh vô bờ bến cho con, không tiếc cả sinh mạng của mình. Có câu, tuy hùng dữ xưa nay khét tiếng, khi kiếm tìm được miếng mồi ngon, mẹ hùng nhường lại cho con no mẹ mới gặm bòn khúc dư. Nhân trung hiếu đạo, người cha khốn khổ. Có một câu chuyện xảy ra tại đất nước Ấn Độ làm động lòng biết bao người con hiếu đạo. Tục lệ của Ấn Độ chết sáng chiều thiêu, chết chiều sáng thiêu
rồi rải tro xuống sông. Rất ít ai khóc đám tang, vậy mà có một đám người ta lại khóc. Trong ngôi nhà đắp bằng đất, cao ngang ngực, nhỏ thó, tồi tàn, nằm ở ngoại ô Kusinara, một người đàn bà quê mùa khoảng hơn 40 tuổi và 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, cũng độ 18 đôi mươi cả, đang quỳ bên xác người đàn ông. Lâu lâu có tiếng khóc nghẹn ngào của hai cô con gái, lòng họ se thắt lại, tiếc thương người chồng, người cha phải ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Thông thường phong tục ở đây ít ai nhỏ nước mắt cho người chết. Chết sáng thì chiều họ khiêng ra bãi đất trống, chẳng nhang đèn, cũng chẳng hàng rương. Họ chất phần bò thiêu, rồi gom xương dụng thảy xuống sông là xong. Còn nếu chết chiều thì sáng thiêu. Họ không bao giờ để lâu như phong tục ở Việt Nam, để 3-4 ngày, có khi hàng tuần, hàng tháng. Hay ở Thái Lan, họ mang vào chùa để ở nhà quan cả tháng. Gia đình khá giả còn để cả năm hoặc hơn mới đem thiêu. Lẽ ra anh không phải ra đi sớm thế này. Nếu người đàn ông đạp chiếc xe đạp kéo theo cái thùng xe quá tải phía sau, bên trên chất đầy hàng hóa. Anh cong lưng lên đạp, đầu chồm ra phía trước lấy sức. Nhưng chiếc xe cứ lì lại phía sau. Anh cứ cố thoát người lên, thoát xuống một cách nặng nhọc, gồng tất cả cơ chân, cơ tay, đạp và lái. Từ xa trông lại như chú kiến nhỏ bé, đơn thân độc mã, cố sức lôi cả xác con ếch khổng lồ về tổ. Anh đang nghĩ về 4 đứa con, vợ anh thì vụng về, quê mùa, không biết làm gì cả. Chỉ có việc bếp núc và lo cho con là hết cả thời giờ. Thu nhập chính trong gia đình chỉ có mình anh. Gia đình anh có truyền thống không làm nô lệ thì cũng làm nghề hạ bạc. Tổ tiên anh xuất thân từ giai cấp Thủ Đà La, là một trong 4 giai cấp ở Ấn Độ. Kunda chua xót với cái thân phận mà mình đã mang. Tuy xã hội Ấn Độ ngày nay, việc phân chia giai cấp đã không còn nặng nề như xưa, nhưng có mấy ai trong giai cấp nghèo hèn đó lại có thể vươn lên thành những bà la môn cao quý. Anh nhất quyết lo cho con ăn học đến nơi đến chốn, để chúng thoát khỏi cái nghèo mà muôn đời đeo đẳng theo cả dòng họ nhà anh. Cho chúng giới tới chân trời văn minh của nhân loại, không còn cảnh sống làm 10 đồng ăn hết 10 đồng đó rồi mới làm tiếp. Không còn tình trạng ở mái nhà làm bằng đất cao ngang ngực, trâu bò vào nhà ngủ thì người ra nằm ngoài trời. Cảnh hai vợ chồng có mỗi chiếc khố, chồng ra ngoài, vợ ở lại và ngược lại. Hay cảnh thức ăn và rau sống để vậy dí vào nồi mà không cần rửa nước. Nghĩ đến những đứa con, đứa nào cũng tốt nghiệp đại học, đứa nào cũng có địa vị trong xã hội, anh cảm thấy bao nhiêu mệt nhọc đều tiêu tan hết. Kunda là một trong những người chịu thương chịu khó bậc nhất ở làng anh. Từ sáng sớm đến chiều tối, không kể ngày hay đêm, hễ ai cần chở bất cứ thứ gì, anh liền đi ngay, miễn sao có tiền. Cả 4 đứa con đều phải gửi ra tỉnh học. Tiền thuê nhà, tiền trường, tiền quần áo, tiền sách vở, làm anh chạy vậy mãi vẫn không xong. Mỗi đầu những năm học, anh phải đi vay nợ để lo cho con, rồi trả góp lần. Cuộc đời anh không được phép bệnh. Anh chỉ cần không đạp xe một ngày là gia đình khốn khó ngay. Các con học hết phổ thông rồi lần lượt vào đại học. Thấy các con chăm học, anh cũng rất mừng. Bao nhiêu công sức bỏ ra chắc chắn sẽ được bù đắp xứng đáng. Nhưng học càng cao thì nhu cầu lại càng nhiều. Anh đã kiệt sức, nợ nần chồng chất. Mỗi năm qua thì nợ càng nhiều thêm lên. Mới hơn 40 tuổi mà trông anh như một ông già, tiều tụy, gầy còm, không có nổi bộ đồ lành lặn, nước da đen cháy như cục than, cả ngày phơi dưới ánh mặt trời rực lửa. Tiền nợ trước không có để trả, chủ nợ đến đòi mắng nhiếc như ăn cơm bữa. Anh nhất định nuôi cho thằng con trai đầu ra trường, nó đi làm để nuôi các em nó. Mỗi khi vất vả, mỏi mệt, muốn buông xuôi, anh liền nhớ về Đức Phật.
nhớ đến 49 năm ròng rã, Đức Phật du hóa độ sinh còn gian truân trăm lần anh. Và anh hãnh diện, Đức Phật đã chọn quê hương anh để nhập Niết Bàn. Khi nhớ đến Phật, dường như mọi nỗi khổ niềm đau trong anh tan biến hết và anh tiếp tục sống. Giờ lại đến đầu năm học mới, không còn chỗ nào để có thể vay mượn. Các con anh cần phải tiếp tục học. Anh nghĩ cái gì cũng có giá của nó, nên anh quyết định bán bớt một cái võng mạc mắt. Trời sanh ra bộ phận nào hai cái thì ta có thể bán bớt một cái cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Còn một con mắt, anh có thể đạp xe, anh có thể lao động bình thường. Thông qua gã cò buôn bán tạng, anh được dẫn vào bệnh viện. Qua kiểm tra một số chuyên môn chớp nhoáng, họ đã lấy đi giác mạc bên mắt trái của anh. Bù lại, anh được nhận 500 đô. Cái giá mà người chủ mua phải trả cho người môi giới là 4.800 đô. Điều này anh không cần biết và anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm lúc này là cần đóng tiền trường và trang trải cho các con. Chỉ hai lần đầu năm nữa thôi là anh có thể nhẹ người khi con trai đầu tốt nghiệp. Việc anh bán đi giác mạc, con anh không hề hay biết. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền cho chúng đều đặn. Anh động viên chúng cố gắng học. Bao năm trời trôi qua nhanh, chỉ còn hai năm thôi mà. Sao thời gian lại chậm thế? Anh ước gì thời gian lúc này trôi qua nhanh như tên bay. Dẫu anh có già đi một chút cũng chẳng sao. Hết đêm rồi đến ngày, đầu năm học mới lại đến. Gia đình không dành dụm được đồng nào, nợ nần tính lời tính lãi càng tăng thêm. Còn anh phải học, đó là điều không thể thay đổi được. Rồi anh quyết định bán bớt một quả thận bên trái. Anh nghĩ rằng cái gì bên trái thì chẳng giúp được nhiều vì anh thuận bên phải. Cuộc phẫu thuật diễn ra nhiều giờ liền. Anh mất rất nhiều máu, phải nằm viện hơn một tuần. Họ chỉ cho anh mấy viên kháng sinh và thuốc giảm đau cầm chừng, cho anh vài hộp sữa bò bồi dưỡng. Khi anh tương đối bình phục nhưng vẫn còn đau, họ cho xuất viện. Số tiền anh bán quả thận lần này cũng chỉ được 1.000 đô, trong khi người chủ mua trái thận của anh phải trả 30.000 đô. Điều này anh không được biết và cũng chẳng quan tâm làm gì. Không như mất một con mắt, mất một quả thận có khác. Sức khỏe anh bị sụt giảm nghiêm trọng, nhưng anh phải làm, anh phải kiếm tiền lo cho các con. Giờ đây, vác những bao hàng làm cho anh đau nhói như muốn nghẹt thở. Anh cố gắng dùng tất cả ý chí. Anh niệm Phật, cầu Phật gia hộ cho anh có thêm dũng khí. Anh cong lưng lên đạp xe, ruột gan như thắt lại, vết mổ như muốn dở ra. Sau khi mổ, bác sĩ khuyến cáo không nên làm nặng. Nhưng không làm thì không xong. Anh phải làm. Đời anh sanh ra là để làm. Ở ngoại ô Kusinara này, không làm thì lấy gì ăn? Trừ những người da mặt dày, tụ tập ở những nơi Phật tích, ngửa tay xin tiền của khách hành hương, một ngày chỉ cần 5 ruby thôi cũng ổn. Một hôm do làm quá sức, anh đã ngất xỉu. Anh không còn sức để làm những công việc nặng nhọc như thế nữa. Anh ao ước có được một ngày nghỉ ngơi, được ăn một bữa ngon trong bộ đồ lành lặn. Niềm mơ ước đó xem ra còn quá xa vời. Không thể tiếp tục đạp xe kéo, anh chuyển sang nghề nhẹ hơn là nghề đánh bạc. Anh đi hết sòng bài ven đường này đến chỗ khác, xem ai có vận may là anh quẳng vài ruby vào ké. Vậy mà cả ngày anh vẫn kiếm được chút ít. Có hôm anh về nhà nhẵn túi. Trong khi bụng đói cồn cào, vì sáng giờ có chi vào bụng đâu. Đông sang rồi hè đến. Mấy chốc những tán cây cũng sắp úa vàng. Một năm học mới lại đến. Đây là năm con trai đầu ra trường. Chỉ một năm nữa thôi, anh có thể ngồi uống nước trà ngắm nhìn mùa long thọ trổ hoa. Có thể nằm nhà đắp chăn khi mùa lạnh đến. Có thể ngồi trước cánh quạt quay dù mỗi độ hè sang, và không còn cảnh đội mưa kéo xe bên lề đường đầy cỏ dại. Gia đình không còn lấy một xu,
con anh phải học. Đó là nhiệm vụ, là sứ mạng, không thể khác được. Anh ngồi tính, cái gì trong người anh có hai cái, anh đã chiết bán bớt một cái rồi. Từ trên xuống dưới, chỉ còn có một mà thôi. Qua những tay cò mồi tư vấn, anh đi đến quyết định bán một phần lá gan. Cuộc phẫu thuật lần này tương đối phức tạp, thời gian kéo dài hơn mấy lần trước. Kunda mất rất nhiều máu, sức khỏe anh kiệt quệ thật sự. Nếu có kỷ lục về phẫu thuật, có lẽ anh cũng đạt. Trong 24 tháng, 3 lần phẫu thuật, 3 lần phải chịu đau đớn. Lần này anh nằm viện lâu hơn, họ chăm sóc anh cũng đặc biệt hơn, nếu không anh sẽ mất mạng như chơi. Vừa bình phục, anh có thể ăn được cháo, họ cho anh xuất viện ngay để anh ở lâu sẽ mang họa. Lần này anh nhận được 2.000 đô, trong khi người chủ phải trả trọn gói cho lần phẫu thuật ghép gan là 250.000 đô. Anh không cần biết điều đó làm gì, và anh cũng chẳng quan tâm. Anh không còn khả năng lao động được nữa, chỉ lê tấm thân đi thôi cũng đã là khó nhọc, huống là làm việc gì. Da anh xanh mét vì mất máu, anh bệnh hoạn liên tục. Có lẽ khi người bị yếu, khả năng đề kháng kém. Anh ho lũ khụ, mỗi lần ho là cả người anh rã rời, đau từ trong đau ra, lói bên hông mặt rất dữ. Tiền tháng phải lo cho các con thì không thể không có. Chỉ vừa cảm thấy khỏe một chút là anh lê thân đi các sòng cờ bạc tập trung từng nhóm gian đường. Thấy tụ nào đang đỏ thì ké vài đồng ruby. Chăm chú họ dở những lá bài như những người chơi chứng khoán chực chờ bên màn hình xem điểm, ghi lệnh, tay cầm ổ bánh mì dai nhách, không một miếng thịt. À mà không, dân ở đây ăn chay làm gì có thịt kia chứ. Phải nói là không có mỗi miếng rau mới đúng. Nhìn tấm thân còm cõi, lưng khung như một ông già bệnh lao, anh nặng nhọc lê từng bước về nhà, mỏi mệt trong những buổi chiều hanh nắng. Thất thểu đếm từng xu, cẩn thận bỏ vào cái túi vải đeo nơi lưng quần làm bằng cọng dây nhặt bên đường. Cứ như thế, anh thoi thóp sống, hy vọng đến ngày con anh tốt nghiệp đại học. Cho đến một ngày, không ai còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Con trai lớn của anh sắp sửa ra trường. Giá mà có ai mua cái xác này mổ xẻ để thực tập, thì anh cũng làm giấy bán, ký tên trước, để sau khi chết, các con anh được ít tiền xoay sở lúc khó khăn. Anh thấy choáng váng, tấm thân lúc này như là một gánh nặng buộc anh phải mang nó. Anh cố gượng, nhưng nó không tuân thủ, không thực hiện mệnh lệnh của anh ban ra nữa. Anh hướng về rừng Sala, nơi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, và cảm thấy vô cùng an lạc ra đi, trong khi miệng vẫn niệm câu Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Người cha khốn khổ chưa thực hiện xong ước mơ của mình, đã vội trút hơi thở cuối cùng, như một hiệp sĩ già, cưỡi con ngựa què lê lết, ngã quỵ khi cuộc chiến chưa tàn. Ầu ơ, gió năm non thổi lòn hang chuột, thương con khờ đứt ruột đứt gan. Cha quỳ trước Phật vái gian, mong sao con dạy, ầu ơ, mong sao con dạy bình an giữa đời. Trong 15 điều răn dạy của Phật có một điều: món nợ lớn nhất đời người là tình cảm. Nợ vật chất thì ta có thể tính trả bằng vật chất, bằng định lượng mà trả. Còn nợ ân tình, biết phải làm sao?